Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 681, một chút bí mật bên trong. Vương Nghị đang đợi đúng câu này của Trương Dương, ngay lập tức liền bảo người thu vòng hoa lại. Cha Vi và Giang Quang Á ngồi nhờ xe của Khư Phụng Tiên, họ đã chuẩn bị một cuộc triển lãm mỹ thuật tại nhà mỹ thuật thanh niên, buổi trưa cùng ăn cơm ở Kim Vương phủ, Khư Phụng Tiên đề nghị đưa họ qua đó, khi đi qua ban chú kinh Nam Tích, Khư Phụng Tiên nhìn thấy tên trên vòng hoa, Cô quen với chủ nhiệm ban chú kinh Nam Tích là Sử Học Vinh, hơn nữa, cửa tiệm của Tinh Toàn ở Nam Tích mở ngay ở khu chợ bách hóa của Nam Tích, vì vậy, Khư Phụng Tiên dừng xe vào xem, không ngờ gặp Trương Dương ở đây. Vì lý do công việc, Khư Phụng Tiên cũng rất quen với Lý Phụng Hà, Trương Dương nghe nói cô ấy và Lý Phụng Hà hợp tác với nhau, vừa vặn bảo cô ấy khuyên Lý Phụng Hà, khi Khư Phụng Tiên đi an ủi Lý Phụng Hà, Cha Vi và Giang Quang Á đến bên cạnh Trương Dương, Giang Quang Á cười nói Trương Dương anh đến Kinh Thành mà sao không liên lạc với chúng tôi. Lâu lắm rồi không gặp, mọi người đều rất nhớ anh. Trương Dương cười nói, cậu cũng thấy rồi đấy, tôi đến Kinh Thành là xử lý việc phiền toái, mấy ngày này bận không gỡ ra được, đang dự định làm xong việc thì liên lạc với các cậu, không ngờ lại gặp ở đây, thật đấy, sau khi tôi đến chưa nói với ai cả, ngay cả mẹ nuôi tôi cũng không biết rằng tôi đến. Cha Vi nói, Dưỡng Dưỡng cũng đang ở nhà nghệ thuật thanh niên, anh đi cùng chúng tôi qua đó xem đi. Trương Dương nói, thật sự là không đi được, thế này đi, tôi xử lý sự việc bên này trước đã, đợi đến buổi tối, tôi sẽ qua đó tìm mọi người ăn cơm, tôi mời mọi người ăn cơm, coi như là tạ lỗi, được không? Giang Quang Á cười nói, anh đến Kinh Thành, chúng tôi là chủ, phải chúng tôi mời cơm mới đúng, Trương Dương, anh làm việc trước đi, chúng tôi còn phải đến nhà nghệ thuật thanh niên để chuẩn bị, anh đến trước 6 rưỡi tối là được. Cha Vi và Giang Quang Á đi rồi, Khư Phụng Tiên thì ở lại an ủi Lý Phụng Hà, Lý Phụng Hà không ngờ lại khá nghe lời của cô ấy, lúc này lại khóc nhưng cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Khi Trương Dương đến thăm bà ấy, Lý Phụng Hà đỏ vành mắt hỏi, chủ nhiệm Trương, vừa nãy những điều anh nói với tôi có phải là sự thật không? Bà ấy đang nói đến chuyện sử học vinh nhận hối lộ. Trương Dương nói, đúng vậy. Lý Phụng Hà nói, nhưng lão sử nhà chúng tôi không phải là người như vậy. Audio điện tử võ tấn bền. Trương Dương không nói quá nhiều, sự việc này xem ra là thành phố đã làm phức tạp, họ nên mau chóng nói cho Lý Phụng Hà sự việc Sử học Vinh nhận hối lộ, sau khi Lý Phụng Hà biết rõ nguyên nhân sẽ không làm nhiều chuyện như vậy nữa, thật ra thành phố cũng là suy nghĩ về rất nhiều mặt, Sử học Vinh nhận tham ô, họ cũng nghi ngờ Lý Phụng Hà, chẳng ai có thể tin được Lý Phụng Hà không hề biết gì về việc tham ô của chồng mình nhưng thật ra sử học vinh che giấu rất giỏi, Lý Phụng Hà đến giờ cũng vẫn tin rằng chồng mình là một ông quan thật sự thanh liêm. Trương Dương vốn không muốn nhắc đến việc tham ô của sử học vinh nữa, nhưng do Lý Phụng Hà làm mọi việc quá đáng, nên Trương Dương không thể chịu nổi vẫn quyết định nói chuyện này ra, có điều nói ra cũng có cái tốt của nó. Lý Phụng Hà từ trước đến giờ đều không tin chồng mình lại tự tử, giờ đây Trương Dương đã đưa ra một lý do hợp lý, còn về công việc giải thích cụ thế thì vẫn phải giao cho bên kỳ ủy làm sau khi lý phụng hà bình tĩnh lại liền gọi điện cho kỷ ủy thành phố nam tích trong điện thoại bí thư kỷ ủy mới nhậm chức của thành phố nam tích là mã thiên dực đã giải thích và nói rõ về vụ tham ô của sử học vinh cho bà ấy nghe khư phụng tiên vào phòng làm việc lâm thời của trương dương trương dương lấy cho bà ấy một chai nước khư phụng tiên nói thật không ngờ lại gặp anh ở đây trương dương nói cô rất quan với sử học vinh sao khư phụng tiên lắc đầu nói tôi quen với lý phụng hà nhiều hơn cửa hàng của tinh toàn ở Nam Tích đã thuê mặt bằng của tòa nhà Bách Hóa, vì thế tôi và bà ấy quen nhau. Trương Dương nói, may mà có cô đến giúp tôi khuyên bà ấy, trước khi cô đến, Lý Phụng Hà làm việc như một người điên vậy, bà ấy nghi ngờ rằng chúng tôi đã hại chết chồng bà ấy. Khư Phụng Tiên thở dài nói, bà ấy rất đáng thương, bà ấy không hề biết gì về sự việc của sự học vinh. Trương Dương nói, nói thật, thì tôi không hề tin điều đó, họ là hai vợ chồng đấy chứ, hai vợ chồng làm sao có thể không biết gì về tình hình của đối phương được. Khư Phụng Tiên nói, người như Lý Phụng Hà tôi cũng có một đôi điều hiểu biết, bà ấy làm việc rất chăm chỉ, rất nhiệt tình, bà ấy đang sống ở một nơi khác với sự học vinh, chuyện tình cảm không hề tốt như vẻ bề ngoài. Trương Dương hơi ngứa người, hắn ý thức được rằng Khư Phụng Tiên biết điều gì đó, thấp giọng nói, Khư Tiểu Thư, có phải cô muốn nói cho tôi điều gì đó không? Khư Phụng Tiên cười nói, chẳng có gì đáng nói cả, những sự việc thị phi của người khác không liên quan gì đến tôi nói về việc của anh đi có phải lần này anh sẽ ở lại kinh thành rất lâu không trương dương nói không lâu lắm bên nam thích còn một đống việc chờ tôi quay về làm khư phụng tiên nói sự việc miếng đất sân vận động cũ thế nào rồi khi nào thì quyết định trình tự tìm người đầu tư trương dương nói tôi không biết nữa tôi có phải bên phòng chiêu thương đâu khư phụng tiên nói nhưng tôi nghe nói anh là người phụ trách chính của Hội Thương mại Kinh tế mùa thu của Nam Tích mà. Trương Dương cười nói, thông tin của Khưu Tiểu Thư thật là nhanh nạy, thành phố quả thực có nói với tôi, nhưng giờ đây nhiệm vụ của thành phố giao cho tôi là giải quyết sự việc của Ban Chú Kinh, giờ đây tôi là quá bóng đá đi đá lại, ở đâu cần thì phải đến đó. Khư Phụng Tiên cười nói, anh không phải là quả bóng, anh chỉ là người qua đường thôi. Trương Dương cười hà hà. Khư Phụng Tiên nhìn đồng hồ, đứng dậy cáo từ, lúc gần đi lại đưa ra lời mời với Trương Dương, ngày mai có thời gian không, tôi mời anh đến Kim Vương Phủ ăn cơm. Trương Dương lắc đầu nói, đợi chút rồi tính sau, nhiệm vụ mà thành phố giao cho tôi vẫn chưa hoàn thành. Khư Phụng Tiên nói, cũng được, đợi việc này xử lý xong, thì anh gọi điện cho tôi ngay nhé, gần đây tôi đều ở Kinh Thành. Sau khi Khư Phụng Tiên rời đi không lâu, Trương Dương gọi Vương Nghị đến, cùng đi thăm Ngô Minh, mặc dù Trương Dương không hề muốn gặp tên này, nhưng Ngô Minh dù gì cũng là phó bí thư thị ủy, y bị bệnh ở kinh thành, nếu hắn không đi thăm thì về tình về lý cũng thật vô duyên, hắn chẳng thèm để ý đến cảm nhận của Ngô Minh. Trương Dương không muốn nói những điều xì xầm về y. Ngô Minh mặc bộ quần áo bệnh nhân nằm trên giường, phó chủ nhiệm ban chú kinh là Miêu Tuệ như ngồi ở một bên gò táo cho y thấy Trương Dương bước vào, trên mặt Ngô Minh lộ ra vẻ đau khổ, nhưng dường như lại cố gắng cười nói tiểu Trương, cậu đến rồi à? trương dương đưa bó hoa tươi trong tay cho miêu tuệ như hắn cười giơ tay ra bắt tay với ngô minh và nói phó bí thư ngô nghe nói ông bị bệnh vì thế tôi đến thăm ngô minh thở dài một hơi rồi nói tôi đúng là bị bệnh chẳng đúng lúc gì hết đã gây nhiều phiền toái cho tổ chức rồi và cũng gây phiền toái cho các cậu tôi đã kiểm tra chẳng có bệnh gì lớn đâu chỉ là đau ruột thừa cấp tính thôi ngày mai là làm phẫu thuật trương dương cố ý tỏ ra rất nghiêm trọng đau ruột thừa cấp tính vậy thì nguy lắm phải mau chóng làm phẫu thuật đi, nến như nhỡ nhàng ra thì lại thành viêm nhiễm, dễ mất mạng lắm." Ngô Minh thầm chửi, "Mẹ kiếp, cậu đang chủ úm tôi chết sao?" Nhưng ngoài miệng thì vẫn làm ra vẻ cười, "Tiểu Trương, cảm ơn cậu đã quan tâm, bác sĩ nói bệnh tình của tôi không nặng, không có gì nghiêm trọng cả." Trương Dương nói, "Cũng chưa biết được đâu, vẫn phải cẩn thận." Hắn nói với Vương Nghị, "Có cần phải có ý với bên bác sĩ không?" có phải là vì chúng ta chưa đưa phong bì nên ông ấy cố tình kéo dài thời gian phẫu thuật không? Vương Nghị nghe ra hắn đang nói bóng gió Ngô Minh, lúc này gã không thích hợp xen vào nên chỉ cười. Ngô Minh cũng cười, "Tiểu Trương, xã hội không đen tối như cậu nghĩ đâu." Trương Dương cười nói, "Xã hội thì không đen tối, nhưng lòng người mới đen tối, tí nữa tôi sẽ đi tìm bác sĩ chủ trị để nói chuyện, nói gì thì nói cũng phải bảo ông ấy mau chóng phẫu thuật cho ông." Ngô Minh nói, bệnh viện có quy định của bệnh viện, đã đến đây rồi thì cần phải tuân theo những quy tắc của người ta. Trương Dương nói, chủ nhiệm Vương, anh đi tìm bác sĩ chủ trị nói chuyện xem sao, phó bí thư Ngô sao có thể ở trong phòng bệnh bình thường thế này, bảo họ đổi sang một phòng bệnh khác cao cấp hơn một chút. Vương Nghị thầm nói, mặc dù Ngô Minh là cán bộ to ở Nam Thích, nhưng đặt ở kinh thành cũng chẳng là gì, ở đây có rất nhiều người làm quan to hơn y, cấp bậc của Ngô Minh ở đây cũng chẳng cao. Vương Nhị cũng nhận ra, Trương Dương không hợp với Ngô Minh, hắn đang nắm lấy cơ hội nói đều Ngô Minh. Trương Đại Quan vốn cũng chẳng phải là người cay nghiệt như vậy, y thuật của hắn rất cao siêu, vừa nãy khi hắn bắt tay với Ngô Minh đã nhận ra bệnh tình của Ngô Minh không hề nghiêm trọng như y miêu tả, rõ ràng là đang cố ý chạy đến bệnh viện để trốn tránh. Ngô Minh bị đau ruột thừa là thật, nhưng là mãn tính, khi ở Nam Thích Bệnh viện đã đề nghị y làm phẫu thuật, nhưng y luôn không đồng ý, lần này đến Kinh Thành, phát hiện ra sự việc của sử học vinh có chút phiền toái, vợ của y là Lý Phụng Hà lại không đối phó nổi, ngô minh bị mắng một trận tức không chịu được, bụng quả thật hơi đau, đến bệnh viện, thì bác sĩ cũng nói là đau ruột thừa, hỏi y muốn làm phẫu thuật hay là giữ lại, ngô minh suy nghĩ một lát, cho rằng đây là cơ hội để vất việc của ban chú kinh qua một bên. Dù sao thì đau ruột thừa sớm muộn gì cũng phải mổ, lần này mổ cho rồi. Trương Dương không phải là sợ chuyện, hắn tức chuyện ngô minh đẩy thừa trách nhiệm cho mình, Tên này quá xảo quyệt, và cũng quá đê tiện, ngay cả suy nghĩ vào viện phẫu thuật cũng nghĩ ra được. Ngô Minh thở dài nói, tiểu Trương à, việc của sự học vinh đã xử lý thế nào rồi? Trương Dương nói, giải quyết xong rồi, vợ của ông ta đã đồng ý trôn chồng rồi. Ngô Minh hơi ngạc nhiên, y vốn cho rằng đây là việc rất khó giải quyết, không ngờ Trương Dương lại giải quyết nhẹ nhàng đến thế. Ngô Minh nói, vợ của ông ta đâu có dễ thuyết phục, cậu thuyết phục bà ấy thế nào vậy? trương dương nói chẳng thuyết phục gì cả tôi chỉ nói chuyện tham ô của sử học vinh ra cho bà ấy biết thôi ngô minh trách sao cậu lại làm vậy giờ đây còn không biết lý phụng hà có vấn đề kinh tế gì không mà cậu lại nói với bà ấy vậy nhớ đâu bà ấy đã chuẩn bị rồi chuyển tài sản đi thì sao trương dương nói này phó bí thư ngô các ông có phải nghĩ chuyện này quá phức tạp rồi không tôi cảm thấy lý phụng hà chẳng biết gì về chuyện của sử học vinh nếu như bà ấy biết thì bà ấy sẽ không gây gổ vô lý như vậy. Ông thử nghĩ mà xem, nếu như bà ấy biết rằng sử học vinh tham ô, nhất định sẽ nghĩ ngay đến chuyện sử học vinh sợ tội mà tự sát, sợ còn không kịp, làm sao dám gây chuyện chứ. Những người làm lãnh đạo như các ông suy nghĩ quá nhiều, nhưng các suy nghĩ vậy, người ta càng nghi ngờ các ông đã làm những việc gì không dám ngước mặt lên. Trương Dương nói chuyện chẳng bao giờ nể mặt đối phương, đặc biệt là trước mặt Ngô Minh. Ngô Minh nghe vậy liền nhíu mày, có điều y cũng tán đồng lời này của Trương Dương, thật ra sự việc chẳng phức tạp đến vậy, chỉ là bị mọi người làm cho phức tạp lên mà thôi. Trương Dương nói, nếu như từ lúc đầu, đã trực tiếp nói rõ chuyện này ra cho Lý Phụng Hà, thì cũng chẳng đến nỗi bà ấy đến đặt vòng hoa trước ban chú kinh. Vương nhị xen vào, bà ấy còn tìm đến phóng viên của Kinh Thành vãn báo để phỏng vấn, may mà chủ nhiệm Trương đã kịp thời giải quyết chuyện này. Người ngoài sáng suốt, vương nghị cũng nhận ra năng lực của trương dương ở kinh thành là không phải bình thường ngô minh mặc dù là phó bí thư thị ủy nhưng y đến kinh thành hình như chẳng làm được việc gì cả ngô minh nói nói rồi thì thôi để cho bà ấy biết cũng được tóm lại việc này nhất định phải xử lý thận trọng cố gắng bảo bà ta về nam tích sớm sự việc của sử học vinh còn đang đợi điều tra xử lý kia trương dương nói bà ấy đã đồng ý ngày mai hỏa táng trên đường tôi đến tôi cũng đã thương lượng với đồng chí vương nghị chuẩn bị để cho đồng chí Miêu Tuệ Như đi cùng bà ấy về, có một nữ đồng chí đi cùng, trên đường có việc gì cũng dễ liên lạc. Trong lòng Vương Nghị thầm kêu khổ, Trương Dương thật là nói năng chẳng tiếc lời, đã bao giờ hắn thương lượng đâu chứ? Hắn nói như vậy trước mặt Miêu Tuệ Như, chẳng phải cố ý tạo ra mâu thuẫn giữa hai người họ hay sao? Nhưng Vương Nghị lại không thể nào giải thích, chỉ có thể ngậm tâm. Ngô Minh nói, "Tiểu Trương, cậu vất vả rồi, mấy ngày này sự việc của ban chú kinh giao cho cậu vậy." thành phố đang thảo luận đối sách, có lẽ người lựa chọn cho chủ nhiệm ban chú kinh sắp được đưa ra rồi. Trương Dương nói, Phó Bí Thư Ngô, ông hãy dưỡng bệnh, sự việc của ban chú kinh ông không phải lo, sự việc của thành phố ông cũng không cần phải lo nữa. Ngô Minh bị tên này nói một câu làm cho ứ học, mẹ kiếp, cậu chỉ muốn tôi nằm bẹp trong bệnh viện không dậy được thôi. Ngô Minh đã hơi hối hận, từ sự phát triển của sự việc, y chọn lựa nhập viện vào lúc này không phải là một tuyệt chiêu gì hết, cảm giác hơi trốn tránh, Trương Dương nói đúng, sự việc này vốn đơn giản, nhưng họ đã nghĩ phức tạp lên. Trương Dương và Vương Nghị rời khỏi phòng bệnh, khi đến bên bãi đỗ xe, Trương Dương cười vỗ vỗ vào vai Vương Nghị nói, sự việc vừa nãy đừng nghĩ nhé. Vương Nghị cố tình tỏ vẻ không hiểu, chủ nhiệm Trương đang nói gì vậy. Trương Dương biết rằng gã giả ngốc, cũng không nói ra, mà mỉm cười nói, sự việc của Miêu Tuệ như là do tôi quyết định, Lý Phụng Hà là một người phụ nữ, Miêu Tuệ như đi cùng tiện hơn, hơn nữa tôi cảm thấy hơi phản cảm với cô ta. Trương Dương không hề giấu giếm những cảm xúc của mình, giờ đây hắn đã là cán bộ cấp chính sở, hơn nữa địa vị của hắn trên quan trường Nam Tích cũng rất đặc biệt, hắn nhìn phó bí thư thị ủy Ngô Minh không thuận mắt mà còn dám khích đều y, huống hồ là một phó chủ nhiệm ban chú kinh cấp thấp hơn ý nhiều. Vương Nghị cười nói, chủ nhiệm Trương, thật ra Miêu Tuệ như cũng được lắm, cô ấy làm việc rất nỗ lực. Trương Dương nói, tôi không nhìn thấy điều đó, ban chú kinh có nhiều việc như vậy mà cô ấy còn không đi xử lý, chạy đến bệnh viện cùng phó bí thư ngô, gọt vỏ táo không tồi đâu, về sau dù có không làm ở ban chú kinh nữa thì cũng có thể đi bán hoa quả. Vương nghỉ cười, không nói gì, Trương Dương nhìn nhận người rất chuẩn xác, miêu tuệ như quả thật không biết làm việc, lúc này, cô ấy không ở lại ban chú kinh để giúp đỡ xử lý sự việc, mà lại chạy đến nịnh nọt phó bí thư thị ủy ngô minh, đừng nói là Trương Dương nhìn cô ta không thuận mắt ngay cả vương nghị cũng có suy nghĩ chỉ có điều gã không nói ra mà thôi trương dương nói ba phó chủ nhiệm ban chú kinh của các anh giờ đây chủ nhiệm đã chết chủ nhiệm tương lai nhất định sẽ chọn từ các anh vương nghị vừa nghe đã phát hoảng tên này là người gì cơ chứ bà đâu nói đấy giờ đây vấn đề mẫn cảm nhất là cuối cùng ai sẽ là sự lựa chọn cho vị trí chủ nhiệm ban chú kinh vương nghị đương nhiên muốn làm nhưng chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng không dám nói ra gần đây ba người họ đều bắt đầu hoạt động Mục đích siêu tuệ như nịnh nọt ngô minh nhất định là muốn đi lên trước, muốn trở thành chủ nhiệm của ban chú kinh. Vương Nghị nói, chủ nhiệm Trương, tôi vẫn tự biết sức mình, tôi biết rằng mình không đủ tư cách. Trương Dương cười nói, anh có đủ tư cách hay không thì tôi không biết, nhưng nếu như ba người chọn một thì anh vẫn có cơ hội, tôi cảm thấy anh được lắm, là một người thật thà. Một câu nói làm cho Vương Nghị xúc động, Vương Nghị bắt đầu suy nghĩ về mục đích thật sự của câu nói này của Trương Dương, chẳng lẽ hắn muốn giúp mình sao? Vương Nghị cố ý thở dài nói, chủ nhiệm trương, chẳng giấu gì anh, loại cán bộ đi lên từng bước dựa vào sự nỗ lực của mình như tôi, có thể đi được đến vị trí này đã là rất hài lòng rồi, tôi chẳng có tham vọng gì nhiều. Câu này cũng là một lời tự bạch, và cũng lộ ra vẻ buồn khi không có bối cảnh đằng sau. Trương Dương nói, tôi thấy hôm nay anh xử lý sự việc rất quyết đoán, rất tốt. Vương Nghị nói, tôi chỉ không muốn họ làm bừa báo bừa, ảnh hưởng đến danh dự của thành phố Nam Tích, thật sự không nghĩ gì khác. Trương Dương nói, sự việc tham ô của sử học Vinh Anh biết chứ. Phương Nghị lắc đầu như cái trống. Trương Dương cười nói, người như sử học Vinh ẩn giấu rất kỹ, người nhà không biết, đơn vị không biết, ông ta tham ô các anh cũng không biết sao. Mặt Phương Nghị đỏ bừng, gã là phó chủ nhiệm ban chú kinh, đương nhiên không thể không hề có cảm giác gì với việc của sử học Vinh, gã do dự một lát, rồi thấp giọng nói, chủ nhiệm Trương, chế độ tài vụ của ban chú kinh rất nghiêm khắc phiếu chi vượt quá 500 tệ đều hải thông qua chủ nhiệm sử ký tên, chúng tôi không có quyền tài chính gì hết, vì vậy cũng không biết nhiều về vấn đề tài chính. Trương Dương nói, Vương Cầm chẳng phải là cháu gái ruột của anh sao? Vương Nghị nói, cô ấy chỉ chấp hành mệnh lệnh, chủ nhiệm sử bảo cô ấy làm thế nào, cô ấy sẽ làm như vậy, hơn nữa, cô ấy đến ban chú kinh chưa được bao lâu, chưa hoàn toàn nắm rõ tình hình ở đây. Nói đến đây, Vương Nghị cảm thấy mình hơi có điều gì không đúng, gã nhìn xung quanh, rồi cố gắng hạ thấp giọng nói chủ nhiệm sử khi còn sống đối xử rất tốt với phó chủ nhiệm miêu trương dương chỉ dựa vào hai chữ rất tốt của vương nghị ngay lập tức đã giác ngộ được điều gì đó hắn cười nói tốt đến mức nào vương nghị cảm thấy rất không thích ứng với cách chất vấn này của trương dương gã bị hỏi đến độ đầu lấm tấm mồ hôi lắp bắp nói chủ nhiệm trương nên hiểu chứ trương dương cười ha ha sau khi hắn lên xe liền bảo với lái xe đưa tôi đến nhà nghệ thuật thanh niên Giang Quang Á, Cha Vi, Cố Dưỡng Dưỡng đều là những sinh viên chất lượng cao của Học viện Nghệ thuật, đồng thời họ lại xuất thân từ những gia đình cao quý, có điều giữa họ chẳng có ai chọn lựa đi theo con đường chính trị. Có lẽ là vì họ vẫn còn trẻ, vẫn chưa định hình được nên chọn con đường phát triển nào thuộc về chính bản thân mình, cũng có thể là do những nguy hiểm trên con đường chính trị của người trên họ, người trên họ không muốn con cái mình cũng bước vào con đường này. Khi Trương Dương đến nhà nghệ thuật thanh niên, thấy cửa lớn vẫn chưa mở, khi muốn đi vào bằng cửa lách thì bị một người bảo vệ ra chặn đường cậu này làm gì thế hả giờ chúng tôi không mở cửa trương dương cười nói khi hắn đang chuẩn bị giải thích thì lại nghe thấy một âm thanh ngọt ngào anh rể trương dương quay người lại thì thấy cố dưỡng dưỡng đang cầm một chiếc túi ni lông trong tay bên trong có chứa bảy tám chai nước ngọt khi trương dương nhìn rõ cách ăn mặc của cố dưỡng dưỡng trong lòng hắn không thể không kinh ngạc mái tóc dài đến ngang vai trước kia của cố dưỡng dưỡng đã cắt ngắn đi, giống hệt với mái tóc trước kia của cố giai đồng, quần áo cũng là loại hình mà cố giai đồng mặc, mặc dù trên gương mặt của cố dưỡng dưỡng vẫn còn nét trẻ con, nhưng dòng máu của hai chị em giống nhau, vừa nhìn thấy là đã thấy có nét giống với chị cô lúc còn sống. Lòng trương dương đau như dao cắt, cố dưỡng dưỡng nhìn thấy nụ cười trên mặt trương dương biến mất, mặt hắn trắng bệch, trong sâu thẳm con mắt trương dương. Cố dưỡng dưỡng nhận ra sự đau khổ của hắn, cố dưỡng dưỡng cắn cắn môi cô là một cô gái thông minh cô lựa chọn cách ăn mặc này không phải chỉ là để tưởng nhớ đến chị mình thấy thái độ lúc này của trương dương cố dưỡng dưỡng cảm thấy hơi hối hận có lẽ cô không nên mặc thế này trương dương nhanh chóng ổn định lại cảm xúc bước đến cố gắng nở một nụ cười cầm lấy chiếc túi ni lông trong tay cố dưỡng dưỡng mấy người này cũng thật là sao lại để một đứa con gái như em làm công việc nặng nề vậy chứ cố dưỡng dưỡng cười nói Họ đang bố trí hội trường, em chẳng giúp gì được, chỉ có thể làm mấy việc vặt hôi, chỉ là mấy chai nước ngọt thôi mà, em cầm được, anh rể, anh thật sự coi em là thiên kim tiểu thư yếu đuối rồi. Trương Dương cảm thấy lòng mình ấm áp khi nghe cố dưỡng dưỡng gọi mình là anh rể, giai đồng đã làm cho hắn liên hệ thân thiết với nhà họ cố, dù là giai đồng còn sống hay không, tình thân của họ vẫn mãi gắn kết với nhau. Vừa nãy khi nhìn thấy cố dưỡng dưỡng, Trương Dương thật sự cảm thấy đau khổ khôn xiết vì dưỡng dưỡng làm cho hắn nhớ đến hình ảnh của cố giai đồng, nhưng Trương Dương đã nhận ra rất nhanh, hắn biết rằng cố dưỡng dưỡng ăn mặc thế này không phải để làm tổn thương hắn, mà là thông qua cách này để an ủi hắn, chỉ là trước đó cố dưỡng dưỡng không nghĩ rằng cách làm của mình lại có tác dụng ngược vậy. Trương Dương mỉm cười nói, em không phải là yếu đuối, mà là nữ anh hùng mạnh mẽ. Nghĩ đến sự việc đánh tay đôi ở Đông Giang lúc đầu, cố dưỡng dưỡng cười, cô nói, anh rể à, may mà anh đã dạy võ cho em trong lòng cố dưỡng dưỡng biết rằng, điều Trương Dương dạy cho cô không chỉ là võ công, nếu như Trương Dương không xuất hiện, thì cô sẽ không thể có cuộc sống khỏe mạnh, cô sẽ không thể đối diện với thế giới này như những người bình thường, vị trí của Trương Dương trong lòng cô không thể bị thay thế bởi bất kỳ ai khác. Sau khi chị gái qua đời, Trương Dương từ anh Trương của cô đột nhiên trở thành anh rể của cô, cố dưỡng dưỡng có thể cảm nhận được sự đau khổ của Trương Dương, cô luôn muốn tìm một cơ hội để nói chuyện với hắn, an ủi tấm lòng bị thương của hắn. Trương Dương đương nhiên biết được tình cảm của cố dưỡng dưỡng dành cho mình, trước kia khi còn có giai đồng, cô ấy đã rất nhiều lần nhắc nhở hắn, Trương Dương cũng luôn thận trọng giữ khoảng cách với cố dưỡng dưỡng, giờ đây mặc dù cố giai đồng không còn nữa, nhưng Trương Dương vẫn rất cẩn thận với mối quan hệ giữa họ, hắn không muốn dưỡng dưỡng mộng tưởng về mình, hắn chỉ muốn diễn tốt vai trò của một người anh rể, một người anh. Bảo vệ ở cửa thấy cố dưỡng dưỡng về cùng với Trương Dương, nhường đường rất khách khí trương dương đi cùng với cố dưỡng dưỡng vào phòng triển lãm thấy cha vi đang đứng giữa phòng triển lãm đang chỉ huy hai người con trai treo bảng lên trên tường cha vi là người đứng đầu trong đám học sinh ở học viện mỹ thuật này năng lực lãnh đạo của cô ấy rất xuất chúng người khác cũng rất phục cô giang quang á đứng trên thang đang điều chỉnh vị trí của một bức tranh cậu ta nhìn thấy trương dương trước rồi cười với trương dương và nói trương dương anh đợi một chút chúng tôi sẽ làm xong ngay cha vi thấy giang quang á gọi tên trương dương quay người lại, thấy Trương Dương đang đứng cùng cố dưỡng dưỡng, cô cười nói, tôi khát chết rồi, dưỡng dưỡng, cô mua nước mà mua lâu thế. Trương Dương đưa cho tôi một chai nước. Trương Dương lấy ra một chai nước vặn ra rồi đưa cho cô ấy, cha vị uống mấy hớp, thấy tấm bảng lại treo lệch, không chịu nổi liền mắng, này, các cậu làm sao thế hả, việc đơn giản thế này mà cũng không làm được, bình thường sức ăn cơm đều để ở đâu hết rồi. Sang trái chút đi, sang trái chút đi, rơi à, nhiều quá rồi ngốc quá cơ trương dương cười nói cha vi cô là một cô gái bao giờ mới học được cách dịu dàng một chút cha vi trừng mắt với hắn anh hiểu thế nào là dịu dàng chứ nếu như tất cả con gái trên thế giới này đều giống như dưỡng dưỡng thì chẳng phải là rất đơn điệu rồi sao cô dưỡng dưỡng cười nói cô đừng lấy tôi ra để nói chứ tôi đâu có được coi là dịu dàng đâu giang quang á xuống thang vừa lau mồ hôi vừa nói dịu dàng cũng là so sánh mà ra thôi dưỡng dưỡng không dịu dàng lắm nhưng nếu so với cha vi thì là mềm mại như nước rồi cha vi tức đến độ vất chai nước uống hết về phía cậu ta động tác của giang quang á không mấy lanh lợi không tránh được bị đập ngay vào chán làm cho tất cả mọi người xung quanh đều cười ổ lên cha vi cười chỉ vào giang quang á nói cậu ngốc thật đấy giang quang á thở dài nhặt chiếc vỏ chai lên vứt vào trong thùng rác nói chị vi à chúng ta phải bảo vệ môi trường chứ chị còn là vệ sĩ bảo vệ môi trường cơ đấy chương 682, căn cứ địa màu hồng. Cha Vi phủi phủi tay nói, được rồi, hôm nay kết thúc ở đây, 9 giờ sáng mai, mọi người đến tiếp tục bố trí. Vừa nãy hai người nam sinh bị cha vị mắng đi mắng lại giờ cũng đã bước đến, cười nói chị cha, buổi tối mời cơm đi. Cha Vi nói, mấy ngày này có ngày nào là không mời các câu. Thật là tham lam, còn muốn tôi mời nữa. Khó khăn lắm mới có dịp thế này mà giang quang á đứng một bên cười cha vi nói được tối nay đến căn cứ địa màu hồng đồng chí quang á mời giang quang á thấy cha vi đá quả bóng về phía mình giờ khóc giờ cười nói chị cha à dựa vào đâu mà lại rơi lên đầu tôi chứ cha vi cười nói bạn của cậu đến dù sao thì cậu cũng phải mời trương dương ăn cơm chúng tôi ăn rình cùng không được à giang quang á liền cất tiếng nói trương dương chẳng phải bạn của chị sao cha vi nói không phải cái miệng của anh ta mở ra là nói xấu người khác, tôi không làm bạn với anh ta. Trương Dương nói, chị cha à, thật ra tôi đến là để gặp chị đấy. Trương Dương cười mắng, cút đi, nhìn cái vẻ mặt già khú đế của anh kia, lại còn mặt dày gọi tôi là chị. Tất cả mọi người xung quanh đều cười rộ lên. Giang Quang Á đề nghị, căn cứ địa màu hồng không được đẳng cấp lắm, chúng ta đi đến Kim Vương Phủ đi. Giang Quang Á đề nghị đến Kim Vương Phủ không những ví đó là sản nghiệp của chú Cha Vi, đến đó có thể ăn miễn phí, mà là vì cậu ta thật sự cảm thấy rằng Trương Dương từ xa đến đây vẫn phải tiếp đón long trọng một chút. Trương Dương cười nói, tôi thấy chúng ta đừng đến Kim Vương Phủ nữa, để cha Tổng nhìn thấy tôi, thật sự còn cảm thấy tôi ăn rình cơm canh ở đó nữa. Cha Vi nói, cơm canh ở Kim Vương Phủ không ngon, chúng ta đến căn cứ địa màu hồng đi, đi thôi. Giang Quang Á, Tôi biết thừa tiểu tử nhà cậu kiệt sĩ, tôi mời. Một đám học sinh đều cùng đến, Đồng Thanh nói, "Chị cha thật là thượng hạng đẳng cấp." Trương đại quan cười, nhìn thế nào cũng thấy giống như một đám người xã hội đen vậy, vị trí của Cha Vi trong đám này giống như một người đại ca. Cha Vi nhìn Trương Dương cười giải thích, họ đều là nói đùa cả đấy, chẳng phải là vì muốn tôi mời. Lại có người đứng lên nịnh hót, "Đi theo chị cha, có thịt ăn có rượu uống, các huynh đệ về sau chúng ta lên núi xuống biển cùng chị cha, non sâu đèo cao quyết cũng không từ. Quyết cũng không từ. Cô dưỡng dưỡng cười nói, các cậu ấy à, cứ nói như vậy nữa không biết chừng cảnh sát sẽ chạy đến đấy. Cha Vi nói, cảnh sát đến là chuyện nhỏ ấy, ngộ nhớ ngu íp khác tưởng chúng ta có âm mưu phản lại chủ nghĩa xã hội là nguy to rồi. Một đám người nói nói cười cười đi đến căn cứ địa màu hồng, căn cứ địa màu hồng mà họ nói đến là một quán cơm bình dân, Cách nhà nghệ thuật thanh niên không xa, quán ăn này xây dựng theo phong cách hoài cổ. Người phục vụ đều mặc bộ quần áo của vệ binh thời cách mạng văn hóa. Khi họ bước vào cửa chính, tiểu thư tiếp khách làm một động tác chữ chung rất chuẩn xác, làm cho Trương Đại Quan giật thoát mình, còn tưởng rằng cô gái này định công kích hắn kìa. Cách bố trí trang trí của quán ăn cũng mang đậm phong cách nhà nông. Những chuỗi ớt đỏ được treo khắp nơi, trong tầm mắt đều là một màu hồng. Buổi tối hôm nay họ đến hơi muộn nên tất cả các đội sản xuất từ 1 đến 10 đều được đặt hết cả rồi. Giang Quang Á bảo người phục vụ quán ăn gộp hai bàn lại với nhau, rồi họ ăn cơm ở ngay dưới sảnh lớn. Sảnh lớn cũng không gọi là sảnh lớn, gọi là nơi tắm giặt, một cô phục vụ mông bự mặc bộ quân phục đội mũ quân hàm, trang bị vũ trang, bện tóc đuôi rết đến trước mặt họ, trong tay cầm quyển sách hồng bảo, gọi món chứ. Quyển sách đó chính là thực đơn. Cha Vi bảo Trương Dương gọi món, Trương Dương cười nói, tôi có biết gì đâu, cũng chẳng có gì kiêng kỵ cả, Quang Á gọi đi. Giang Quang Á nói, gà, vịt, ngan, ngỗng đều là giết tại chỗ cả, tôi đi chọn, anh có ăn được cay không? Trương Dương nói, tùy, bàn này của họ tổng cộng có 14 người, 9 nữ 5 nam, ngoài Trương Dương ra tất cả đều là sinh viên của Học viện Nghệ thuật, đương nhiên trong đó cũng có người đã tốt nghiệp người chưa. Cha Vi ngồi cạnh Trương Dương, cố dưỡng dưỡng cách Trương Dương hơi xa những đám học sinh này đã nói đùa với cha Vi Thành thói quan, một người nam sinh trong số đó cười nói, chị cha à, chị cũng chẳng giới thiệu với chúng tôi, vị này là ai? Tôi nghe dướng dướng gọi anh ấy là anh rể, là anh rể của chúng tôi sao? Cha Vi cười khanh khách, còn nói bừa nữa là tôi sẽ toạc miệng các cậu ra đấy. Tôi đã nói rồi, đây là bản tốt của Giang Quang Á, cô muốn giới thiệu đến chức quan của Trương Dương, đột nhiên nhớ ra cô không biết chức quan của hắn bây giờ là gì, điều này cũng không thể trách được cha vi tên này cả ngày cứ đổi đi đổi lại chức quan cha vi cũng lâu rồi không liên lạc với hắn nên chỉ tay vào trương dương và nói giờ đây anh làm chức gì thế trương dương cười tự giới thiệu tôi là trương dương giờ đây đang làm việc tại thệ ủy thành phố nam tích tỉnh bình hải giang quang á lúc này đã trở về cậu ta cười nói trương dương là chủ nhiệm thệ ủy thành phố nam tích đa số mọi người đều cảm thấy kinh ngạc mặc dù chủ nhiệm thể ủy thành phố Nam Thích không phải là chức quan to ngất ngưởng gì, nhưng Trương Dương còn trẻ thế này mà đã đảm nhận được chức vị ấy quả thật làm người ta kinh ngạc. Lại có người hỏi, dưỡng dưỡng, sao cô lại gọi Trương Dương là anh rể? Cô dưỡng dưỡng nhìn sang Trương Dương, Trương Dương cười rất sáng lạn, hắn mỉm cười nói, đâu có sai, tôi là anh rể của dưỡng dưỡng. Cha Vi cũng hiểu chuyện nội tình, cô trao trao mày nói, này đám tiểu tử nhà các cậu sao lại phiền hà vậy nhỉ, Trương Dương khó khăn lắm mới có dịp đến Kinh Thành, mà các cậu đã hỏi đông hỏi tây rồi, giống như một đám đàn bà hay buôn chuyện vậy. Hôm nay chủ đề của chúng ta là hoan nghênh chủ nhiệm thuệ ủy thành phố Nam Tích Trương Dương. Tôi nói trước nhé, tử lượng của Trương Dương rất lợi hại đó, các cậu nhất định phải ăn uống hết mình vào. Trương Dương cười nói, chị cha à, chị đang phát động chiến tranh quần chúng đấy. Cha Vi trừng mắt với hắn, xì, sì, anh đừng gọi tôi là chị, tôi nghe mà dùng mình, anh lớn tuổi hơn tôi, Dựa vào đâu mà gọi tôi là chị chứ? Tôi chỉ là tuổi sinh học thì lớn hơn cô thôi, nhưng tuổi tâm lý thì nhỏ hơn cô. Mọi người lại cười rộ lên, khi người trẻ tuổi ở cạnh nhau thường cười khanh khách. Mặc dù Trương Dương cũng rất trẻ trung, nhưng vì môi trường làm việc của hắn, đa số những người bên cạnh hắn đều là những nhân vật chính trị thâm trầm, nên hắn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người đồng trang lứa này. Trong mắt Trương Dương, những người trẻ tuổi này quả thật rất non nớt nhưng họ không có giá tâm, mà lại trẻ trung đầy sức sống, trong mắt bọn họ, thế giới này rất đẹp. Tác dụng lãnh đạo của Cha Vi đã được bộc lộ rất nhanh, một đám nam sinh được cô hiệu triệu liền luân phiên chúc rượu Trương Dương. Mặc dù tử lượng của Trương Dương rất lớn, nhưng hắn cũng không đọ lại được với nhiều người như vậy, hơn nữa giờ đây Trương Đại Quan đã bắt đầu uống rượu hạn chế rồi, loại đấu rượu vô nghĩa này, Trương Dương vẫn lựa chọn nhượng bộ, hắn cầm cốc rượu lên nói, không được nữa rồi, nếu uống với từng người một tôi nhất định sẽ uống say mất, gì ấy nhỉ, chúng ta cùng uống một ly, chị cha, hôm nay cô tha cho tôi đi. Anh còn gọi Linh Tinh à, nếu không phải vì có nhiều người ở đây như vậy, cha Vi nhất định sẽ đấm cho Trương Dương hai nhát. Giang Quang Á cười nói, anh không uống cũng không được, thế này đi, khu triển lãm của chúng tôi còn mấy chỗ trống, đang nghĩ xem có thể kiếm ít tranh chữ treo lên không, để giúp chúng tôi thêm màu sắc cho nghệ thuật. Trương Dương, anh giúp chúng tôi viết mấy bức nhé trương dương nói chữ của tôi không treo được lên đấy đâu thế này đi tôi cho các cậu một bức tranh triển lãm còn chưa kịp gắn mai tôi sẽ gắn xong đưa đến đây cho mọi người cha vi nói tác phẩm gì mà thần bí thế sáng mai tôi sẽ đi lấy công việc gắn tranh giao cho tôi trương dương cười gật đầu lúc này một đám nữ sinh mặc đồ thể thao bước vào họ nói chuyện vang trời một người trong số đó nhìn thấy trương dương cô ta ngạc nhiên chớp chớp mắt rồi chủ động bước về phía trương dương vì trương dương đang nói chuyện với giang quang á nên không chú ý đến cô ta cha vi thì nhìn thấy rồi cha vi cũng hiểu về tên này tên này rất nhiều gái đẹp vây quanh có điều trương dương cảm thấy rằng cô gái này rất quen mặt nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu cô gái mặc bộ đồ thể thao màu hồng bước đến bên cạnh trương dương mỉm cười nói chủ nhiệm trương anh đến kinh thành lúc nào thế trương đại quan nghe thấy có tiếng đằng sau mới quay đầu lại hắn ngạc nhiên nói hứa gì thật là trùng hợp quá Cô gái mặc đồ thể thao đó là quán quân thế giới thể dục nhịp điệu hứa di, chỗ tập của họ ở gần đây, hôm nay tập xong, huấn luyện viên cho nghỉ, vì vậy đưa họ đến đây để ăn cơm, không ngờ lại gặp phải Trương Dương ở đây. Trương Dương gọi ra cái tên hứa di, tất cả những người khác cũng đều nhận ra, cha vi cười nói, thật là hứa di sao, trước đó đều gặp cô ở trên tivi, không ngờ giờ đây lại gặp được người thật thế này, chỉ còn xinh đẹp hơn lúc ở trên tivi đó. Hứa Di cười với Trương Dương và nói, "Chủ nhiệm Trương, đều là bạn của anh à?" Trương Dương gật đầu nói, "Đều chẳng phải người ngoài, hay là cùng ăn cơm đi." Giang Quang Á mời rất nhiệt tình, "Cùng ăn đi." Hứa Di nói, "Các anh có đến mười mấy người rồi, chúng tôi bên kia còn 7, 8 người nữa, không ngồi vừa đâu." Huấn luyện viên của cô ấy cũng bước đến, Hứa Di giới thiệu Trương Dương cho huấn luyện viên và các vận động viên khác cùng quan, vì Hứa Di là đại sứ hình ảnh của Thế vận hội tỉnh Bình Hải nên trương dương vô cùng khách khí với những người này hắn cười nói mọi người ăn gì cứ gọi đi tối nay tôi mời hứa di nói anh từ xa vậy đến kinh thành làm sao có thể để anh trả tiền được trương dương cười nói không sao tôi có đống tiền tài ủng hộ đây hắn nhìn sang cha vi cha vi lại cười rạng rỡ nhìn sang giang quang á giang quang á khẳng khái nói tôi trả tiền cho tất cả chi tiêu tối nay cứ để tôi tính hứa di cũng không khách sáo với trương dương và mọi người nói một câu cảm ơn, rồi cùng ngồi ăn cơm với bạn của cô. Mặc dù họ đến muộn, nhưng lại kết thúc trước bên Trương Dương, đội thể dục có quy định nghiêm khắc, không được về quá muộn, Giang Quang Á bảo người phục vụ tính tiền cho cậu ta, hứa di lại đến cảm ơn lần nữa. Cha Vi nói, đừng khách sáo nữa, những người như chúng tôi đều thích xem cô đấu lắm, bình thường muốn mời cô ăn còn chẳng có cơ hội ấy chứ. Hứa Di cười nói, bình thường tôi tập luyện khá căng thẳng, nên ít có thời gian ra ngoài. Cha Vi lấy ra một phiếu vào cửa tăng cho hứa Di và mời, triển lãm nghệ thuật của chúng tôi bắt đầu vào thứ tư tuần này, nếu có thời gian mời đến xem. Lời mời này của cha Vi hơi bất ngờ, nhưng hứa Di lại cười và đồng ý. Trương Dương vốn thấy hơi kỳ lạ, cha Vi và hứa Di đâu có thân quen gì, tại sao cha Vi lại mời cô ấy đến triển lãm nghệ thuật của họ chứ? Câu tiếp sau đó của cha Vi đã giải thích nguyên nhân thật sự. Cha Vi nói tôi thật sự rất lo lắng, Khó khăn lắm mới mở được, nếu lúc đó chẳng ai đến tham dự thì sao?" Giang Quang Á nói, "Không có ai đến thì chúng ta tự tham quan với nhau, chúng ta làm salon này chỉ là để biểu hiện bản thân, chứ có phải là cần người ta đến hô ứng đâu." Trương Dương nói, "Câu này tôi không tán thành, các bạn làm salon, mục đích thể hiện bản thân chính là để nhận được sự công nhận của xã hội, nếu như không có ai đến thì chẳng phải đã phí công vô ích sao? Thế này đi, đến lúc đó tôi sẽ tổ chức một vài người đến tham dự." những việc khác không dám nói, nhưng Trương Dương tổ chức một vài nhân viên trong ban chú kinh đến thì không thành vấn đề gì. Cô dưỡng dưỡng nói, cũng không đến nỗi thê thảm như mọi người nói đâu, chỉ học sinh trong trường, đến đã là mấy trăm người rồi. Cha Vi nói, tí nữa tôi sẽ liên hệ với bên thông tin, giúp chúng ta tuyên truyền nhiều một chút. Thời gian gần đây, Trương Dương thật sự đã làm rất tốt vai trò chủ nhiệm ban chú kinh Nam Tích, thành phố đến bây giờ vẫn chưa quyết định ai sẽ là chủ nhiệm ban chú kinh, Nguyên nhân chủ yếu là vì vụ án tham ô của Sử Học Vinh, ba phó chủ nhiệm của ban chú kinh này cũng sẽ bị điều tra, nếu như ba người họ không liên quan gì đến vụ án của Sử Học Vinh, thì chủ nhiệm ban chú kinh mới rất có khả năng sẽ được chọn trong ba người họ, nếu như họ cũng có vấn đề, thì chủ nhiệm ban chú kinh nhất định phải chọn người khác từ Nam Tích. Trương Dương dù sao thì cũng phải tránh gió tránh bão ở kinh thành, cũng chẳng ngần ngại làm đội viên cứu hỏa một lần nữa. Người trên kẻ dưới ở ban chú kinh đều rất kính trọng Trương Dương biểu hiện quyết đoán của Trương Dương trong việc xử lý vụ án của sử học Vinh làm cho Ngô Minh không thể nào bị được. Căn phòng làm việc và phòng chuẩn bị cho phó bí thư thị ủy Ngô Minh giờ đây Trương Dương đang sử dụng, Trương Dương ngồi trong phòng làm việc, ba vị phó chủ nhiệm ban chú kinh đều ngồi ở ghế sofa nghe phân công công việc của hắn. Trương Dương nói, di thể của sử học Vinh đã được hỏa táng, vừa nãy tôi đã nói chuyện với Lý Phụng Hà, bà ấy đồng ý về Nam Tích hôm nay. Hắn nhìn sang Vương Nghị, phó chủ nhiệm Vương, anh đã chuẩn bị xong xe chưa? Vương Nghị gật đầu nói, đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, xe thương vụ của ban chú kinh chúng ta sẽ đưa giám đốc Lý về. Ánh mắt của Trương Dương dừng lại trên Miêu Tuệ Như, hắn nói, "Phó chủ nhiệm Miêu, thế thì đành làm phiền cô một chuyến vậy, cô và hai nhân viên nữa của ban chú kinh chúng ta sẽ phụ trách đưa Lý Phụng Hà về Nam Tích." Miêu Tuệ Như trong lòng rất không tình nguyện, cô ta cắn môi nói, "Sức khỏe tôi không được tốt, đoạn đường này lại rất dài, có khi không chịu được." hơn nữa tôi là một đồng chí nữ, tôi sợ ở cùng người chết. Trương Dương nói, người chết gì chứ? Chỉ là cho mà thôi, một đảng viên như cô sao lại mê tín vậy nhỉ? Miêu Tuệ như nói, chủ nhiệm Trương, không phải tôi không muốn đi, mà là tôi sợ thật sự, anh nghĩ mà xem, Lý Phụng Hà phát điên việc gì cũng dám làm, một cô gái như tôi làm sao khống chế được bà ấy. Miêu Tuệ như không muốn đi còn một lý do quan trọng nữa, giữa cô ta và sử học vinh có sự ám muội mặc dù lúc đầu chỉ nhằm vào mục đích chính trị, cái chết của sử học vinh chẳng làm cho cô ta cảm thấy quá nhiều sự đau thương, nhưng trong lòng khó tránh khỏi bóng tối, vì vậy cô ta mới không đồng ý. Trương Dương nói, cô là phụ nữ, Lý Phụng Hà chẳng phải là phụ nữ sao? Chính vì cô là phụ nữ vì vậy mới để cô đi, giữa hai người nói chuyện với nhau cũng dễ hơn, cô sợ bà ấy phát điên, người đi cùng còn một lái xe nữa, hai đồng chí của ban chú kinh chúng ta, đều là đồng chí nam cả, cô còn sợ gì nữa? Miêu tuệ như cắn cắn môi, cô ta quả thật không thể đưa ra lý do làm người khác tin tưởng. Ấn tượng đầu tiên của Trương Dương với Miêu tuệ như đã không tốt, hơn nữa sau khi ngô minh vào viện, người người tỏ ra rất ân cần, điều này càng làm cho Trương Dương phản cảm. Vương Nghị đã ngầm nói với hắn sự việc ám muội giữa Miêu Tuệ Như và Sử Học Vinh, Trương Dương càng khẳng định đẩy người phụ nữ này ra khỏi Nam Tích, Miêu Tuệ Như về Nam Tích không lâu sẽ có kỷ ủy đến tìm hiểu những tình hình liên quan tới cô ta. Trương Dương nói, chuẩn bị đi đi, nhớ lấy, nhất định phải đưa Lý Phụng Hà đến Nam Tích Bình An. Miêu Tuệ như đứng dậy cực kỳ khó chịu, nhưng giờ đây thành phố phái Trương Dương đến, ngô minh bị bệnh, Trương Dương có quyền phát ngôn tuyệt đối, cô ta chỉ có thể phục tùng. Sau khi Miêu Tuệ như rời đi, Trương Dương lại nói, phó chủ nhiệm vu, mấy ngày này anh bỏ chút thời gian chỉnh lý một chút tiền nong của ban chú kinh, giờ đây kỷ ủy đang để ý đến việc của ban chú kinh, nếu như có vấn đề, chúng ta vẫn nên phát hiện trước thì hơn. Vu Hải Lâm gật đầu nói, chủ nhiệm Trương, tôi hiểu rồi. Lý do Trương Dương để Vu Hải Lâm phụ trách việc này chứ không phải là Vương Nghị, là vì người phụ trách tài vụ Vương Cầm Chính là cháu gái ruột của Vương Nghị. Vương Nghị là phó chủ nhiệm ban chú kinh, đương nhiên không phù hợp làm việc này. Trương Dương nói, vấn đề của Sử Học Vinh kết thúc tại đây, thành phố bảo tôi đến là để giải quyết vấn đề tự sát của Sử Học Vinh, cố gắng không để sự việc này lan rộng, tránh những ảnh hưởng không tốt. Giờ đây người nhà người chết đã ổn định lại tình hình cảm xúc, Lý Phụng Hà cũng đã mang cho cốt của sự học vinh về Nam Tích, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành về mặt cơ bản rồi. Nghe ý trong câu của hắn dường như là lời từ biệt trước khi ra đi. Phương Nghị vội vàng nói, chủ nhiệm trương, anh là cốt cán của chúng tôi, anh không thể không quản ban chú kinh chứ. Tên này cũng là một nhân vật ưa su ninh, ý thức được sức ảnh hưởng của Trương Dương, bắt đầu nói tốt đờ. Vu Hải Lâm thấy Vương Nghị nói tốt Trương Dương, gã cũng không cam tâm rất lại đằng sau, chủ nhiệm Trương à, may mà anh đã tới đây, nếu không chúng tôi không thể nào giải quyết được, đổi lại là ai đến cũng không được. Giờ đây mặc dù sự việc của chủ nhiệm sử đã yên ổn, nhưng trên trên dưới dưới ban chú kinh vẫn đang dối như mớ bỏng bong, mọi người đều không yên tâm, có anh đến đây, chúng tôi mới yên tâm. Trương Đại Quan thầm nghĩ, Hai loại các anh cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì, miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng chỉ muốn tôi đi ngay lập tức. Trương Dương nói theo lời của hai người đó, tôi cũng đâu nói bây giờ đi ngay, theo yêu cầu của thành phố, tôi sẽ còn ở lại kinh thành một thời gian. Lời này vừa phát ra, Vu Hải Lâm và Vương Nghị đều ngớ người, vốn tưởng rằng Trương Dương sắp đi rồi, hóa ra tên này đang đùa cợt hai người họ. Sự tôn kính của hai người họ với Trương Dương chỉ là ngoài miệng, trong lòng thì vô cùng phòng vệ Trương Dương. Trương Dương là cán bộ cấp sở, hơn nữa trước kia hắn đã có kinh nghiệm làm việc ở ban chú kinh Xuân Dương, nếu làm công tác chủ nhiệm ban chú kinh nhất định là rất xuất sắc, thường cấp phái hắn đến xử lý việc của ban chú kinh, sợ rằng không chỉ là phái một nhân viên cứu hỏa đến, rất có khả năng thành phố để hắn làm chủ nhiệm ban chú kinh. Người trong quan trường, nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn thường thấy nhất là xung đột lợi ích, nếu như Trương Dương đảm nhận công việc chủ nhiệm ban chú kinh thì hai người họ chẳng còn đất gì nữa. Trương Dương chính là trở ngại trên con đường thăng tiến chính trị của hai người họ. Có điều trong lòng họ mặc dù có suy nghĩ, nhưng họ không hề hận Trương Dương, không dám hận. Trên mặt chính trị, họ không thể bì được với Trương Dương, không nhắc đến bối cảnh của Trương Dương, chỉ nói về thực lực của Trương Dương cũng đã đủ để làm họ khâm phục. Trương Dương đương nhiên nhận ra nét thất vọng của họ, hắn mỉm cười nói, đợi thành phố quyết định chủ nhiệm mới của ban chú kinh, tôi sẽ đi ngay, trước lúc đó, tôi hy vọng có thể giúp đỡ ban chú kinh bình an đi qua giai đoạn này, tất cả đều thực hiện trong sự ổn định, các anh phải giúp đỡ tôi đấy. Lần này Vu Hải Lâm nói trước, nhất định rồi. Trương Dương lấy ra một sấp vé vào cửa đến salon nghệ thuật đưa cho Vương Nghị nói, anh phát cho những đồng chí trong đơn vị ta, mấy ngày này vì sự việc của sự học vinh mà mọi người quá căng thẳng, thứ tư mọi người cùng đi xem triển lãm nghệ thuật, cho thoải mái, sau khi triển lãm kết thúc, sẽ mở tiệc ăn mừng để tăng cường tình cảm giữa các đồng chí. Vương Nghị vâng một tiếng rồi cầm sấp vé, gã cũng hơi thắc mắc tại sao Trương Dương lại tổ chức mọi người đi xem triển lãm nghệ thuật, nhưng không biết rằng Trương Đại Quan làm như vậy là để kéo người về cho cha Vi. Sau khi Vương Nghị đi khỏi, Trương Dương giữ Vu Hải Lâm lại một mình. Vu Hải Lâm đoán rằng Trương Dương có điều gì đó muốn nói với mình, dưới sự chú ý của Trương Dương, Vu Hải Lâm cảm thấy bất an, hai tay để lên đầu gối, Chẳng có chút khí chất của một cán bộ lãnh đạo gì hết." Trương Dương nói, "Phó chủ nhiệm Vu, biết tại sao tôi lại để Miêu Tuệ Như đi Nam Tích không?" Vu Hải Lâm chỉ cười, gã không biết mình phải trả lời làm sao, vì vậy mỉm cười là cách ứng phó tốt nhất. Trương Dương nói, "Mặc dù thời gian tôi đến ban chú kinh Nam Tích không lâu, nhưng tôi đã nghe được một vài lời đồn đại, Phó chủ nhiệm Vu, dù sao thì ở đây chỉ có hai người chúng ta, tôi cứ hỏi thử xem, nếu như anh biết gì thì cứ nói với tôi." nếu như không biết thì cứ cười như vậy lòng vu hải lâm đột nhiên trở nên căng thẳng gã thấp giọng nói chủ nhiệm trương anh hỏi đi chỉ cần là những điều tôi biết tôi nhất định sẽ báo cáo với anh đúng sự thật trương dương nói nghe nói miêu tuệ như đi lại rất gần với vị chủ nhiệm nào đó không phải là anh chứ vu hải lâm ngạc nhiên gã không hề nghĩ rằng trương dương sẽ hỏi như vậy vội vàng lắc đầu nói không phải tôi không phải tôi bình thường tôi và cô ấy chẳng mấy khi nói chuyện với nhau không phải là giả nhưng gã nói rằng bình thường gã và miêu vệ như không nói chuyện với nhau hơi muốn đẩy xa qua nhẹ trương dương cười nói không phải là anh vậy thì là một trong hai người vương nghị và sử học vinh rồi tí nữa tôi sẽ đi hỏi vương nghị trương dương chơi trò loại trừ cách này mặc dù không cao minh lắm nhưng rất có hiệu quả vu hải lâm biết rằng trương dương nhất định đã có được một vài tình hình nếu để vương nghị trả lời hắn thì chẳng bằng mình nói với hắn trước ít nhất còn tạo ấn tượng đẹp Vu Hải Lâm tỏ ra rất khó xử nói, chủ nhiệm trương, việc này tôi cũng có nghe nói, có điều, tôi cũng chẳng có mấy chứng cứ, chủ nhiệm sử của chúng tôi khi còn sống rất thích phó chủ nhiệm miêu. Cái chức phó chủ nhiệm của cô ấy là do chủ nhiệm sử giúp đỡ mà có. Một câu nói đã bán đứng miêu tuệ như, có nên bán đứng một con người hay không cần phải trả qua một quá trình suy nghĩ do dự, cần phải dũng khí, nhưng sau khi đã bán đứng rồi, thì tất cả đều trở nên thuận lợi, Vu Hải Lâm nói, chủ nhiệm trương chủ nhiệm xử nắm quyền rất vững, ban chú kinh này đều nghe ông ấy, mấy người như chúng tôi nói cho dễ nghe là phó chủ nhiệm, thật ra chẳng có gì khác biệt với những người làm việc bình thường. Trương Dương cười nói, tôi đã nghe nói rồi, tất cả phiếu chi vượt quá 500 tệ của các anh đều phải thông qua ông ấy đích thân ký. Chẳng phải hay sao, có điều quyền hạn của miêu tuệ như thì lại lớn hơn chúng tôi. Vu Hải Lâm nói xong, rồi hỏi rất cẩn thận, chủ nhiệm Trương, lần này vấn đề của sử học Vinh có phải là rất lớn không? Trương Dương nói, tình hình cụ thể vẫn đang phải điều tra, tôi chỉ biết rằng khi ông ấy còn sống có liên quan đến vụ án tham ô của bí thư thị ủy từ Quang Nhiên. Đồng chí Hải Lâm, nếu như anh biết tình hình gì, thì phải mau phản ánh với tổ chức, đừng giấu giếm, giờ đây đang là lúc cần các anh thể hiện. Vu Hải Lâm nói, chủ nhiệm Trương, có một việc có lẽ anh không biết, Vương Cầm là kế toán gần đây mới tới ban chú kinh, trước kia người phụ trách tài vụ là Triệu Diễm Mai, năm ngoái cô ấy đã đi Úc rồi. Trương Dương không ngờ một ban chú kinh nhỏ lại có nhiều vấn đề đến vậy, hắn trao mày nói, nói như vậy là rất nhiều nội tình nằm trong tay Triệu Diễm Mai. Vu Hải Lâm nói, tôi cũng không rõ, dù sao thì tình hình tài vụ từ trước đến giờ đều cho một mình chủ nhiệm xử phụ trách, tôi cũng biết ban chú kinh tồn tại một vài vấn đề, ví dụ tiếp đãi của chúng ta từ trước đến giờ đều là nhiều nhất trong các ban chú kinh, quy cách của phòng tiếp đón các vị lãnh đạo đều rất cao, đồ gỗ trong phòng, những đồ này, cái giá mua lúc đầu đã vượt qua giá thị trường một lần, việc mua bán của chúng tôi từ trước đến giờ đều do Miêu Tuệ Như phụ trách. Vu Hải Lâm thao thao bất tuyệt, Trương Dương nghe rất cẩn thận, cũng nắm được vài sự việc quan trọng từ lời nói của Vu Hải Lâm, một là sự học Vinh lợi dụng đặc tính công việc đặc thù ở ban chú kinh, và cả Miêu Tuệ Như cũng vậy, tồn tại vấn đề rất lớn trong việc mua bán. Hai là sự học Vinh và Miêu Tuệ Như có tồn tại quan hệ nam nữ bất chính, nghe ý của Vu Hải Lâm, miêu vậy như không chỉ có mối quan hệ bất chính với sử học vinh còn về những người khác vu hải lâm không nói có lẽ nhất định là một nhân vật quan trọng nào đó trong thành phố điều làm trương dương nghĩ không thông nhất là sử học vinh ăn tham ô nhiều như vậy mà vợ của ông ta là lý phụng hà không biết một chút gì vu hải lâm nói hai vợ chồng sử học vinh nói với bên ngoài rằng tình cảm rất tốt đẹp nhưng đó đều là diễn cho người ngoài xem cả thôi bình thường sử học vinh rất ít khi về nhà vợ ông ấy cũng chẳng bao giờ đến ban chú kinh, ít nhất là tôi đã làm việc ở ban chú kinh mấy năm nay, đây là lần đầu tiên bà ấy đến, có điều họ diễn rất tốt, cả ngày đều nói về đối phương, nên người bên ngoài đều tưởng rằng tình cảm của họ rất ổn, thật ra chẳng ổn một chút nào. Trương Dương nói, sao anh không nói với tôi sớm? Vu Hải Lâm cảm thấy hơi xấu hổ nói, chủ nhiệm Trương à, sự việc xảy ra quá bất ngờ, tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa, hơn nữa, sự học vinh vừa chết, tôi nói chuyện này chuyện kia sau lưng ông ta cũng chẳng ra sao. Trương Dương nói, đây không phải là nói chuyện này chuyện kia, mà là nói thật, anh là phó chủ nhiệm ban chú kinh, anh phải phụ trách toàn thể lãnh đạo của thành phố Nam Tích, phải phụ trách người dân Nam Tích, đã nhận ra sự học vinh có vấn đề, tại sao không phản ánh chứ? Vu Hải Lâm không nói gì. Trương Dương đột nhiên ý thức được, lần này sự học vinh xảy ra chuyện có khi lại do nội bộ tố cáo, Vu Hải Lâm có phải là đã làm việc đó không? Trương Dương nói, đồng chí Hải Lâm, mặc dù sử học vinh đã sợ tội tự sát, nhưng ông ấy đã mang đến cho ban chú kinh Nam Tích và người dân Nam Tích những nguồn nguy hại lớn. Anh phải phối hợp với bộ phận kiểm tra, để điều tra rõ ràng sự việc này, cố gắng nhanh chóng giải quyết những vấn đề mà sử học vinh để lại. Vu Hải Lâm nói, chủ nhiệm Trương, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ báo cáo cho kỷ ủy tất cả những tình hình tôi biết. Trương 683, mẹ nuôi lên lớp. Được sự cổ vũ của Trương Dương, Vư Hải Lâm lại nói với Trương Dương những sự thật càng bất ngờ hơn, Sử Học Vinh khi còn sống đã nuôi một cô sinh viên ở kinh thành, Phu Hải Lâm biết rằng cô gái đó là ở trường Đại học Thanh Hoa, còn chụp một bức ảnh nữa, có điều tên và lớp cụ thể thì không biết, gã đưa bức ảnh đó của mình cho Trương Dương. Trương Dương không thể không cảm thán về sự thâm hiểm của quan trường, chụp trộm, nghe trộm, chỉ có những việc anh không ngờ tới, chứ không có việc gì đám người này không làm được. Hắn nhìn bức ảnh đó, trên tấm ảnh Sử học vinh đang ôm một cô gái trẻ tuổi đi trên đường, không ngờ sử học vinh không hề đề phòng chút nào, bị người ta nắm phải điểm yếu cũng là đáng kiếp. Vu Hải Lâm nói, tôi cũng chỉ biết nhiều như vậy thôi, chủ nhiệm Trương, tất cả những điều tôi biết tôi đã nói cả rồi. Trương Dương cười nói, rất nhiều lúc không cần phải giấu giếm, nói ra thì mọi người cùng thoải mái hơn. Hắn kéo ngăn kéo ra lấy ra một tấm vé vào cửa của xa sao 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 nghệ thuật, rồi nói, đồng chí Hải Lâm, đám vé này cho anh, thứ tư anh dẫn nhiều bạn đến cho đông nhé. Cha Vi lúc này đến bên ngoài phòng làm việc, vừa vặn nhìn thấy cảnh Trương Dương giúp cô quảng cáo về vé vào cửa, cô cười, mím môi, trông rất đáng yêu, cô đến đây là để lấy tấm ảnh. Trương Dương thấy Cha Vi bước vào, cười nói với Vu Hải Lâm, đồng chí Hải Lâm, anh bận việc của anh đi, cuộc nói chuyện giữa chúng ta đừng để người khác biết. Vu Hải Lâm gật đầu, rồi gã đứng dậy rời đi. Hai tay Cha Vi chắp sau lưng, bước đến trước mặt Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương, quảng cáo xa sao 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 của chúng tôi thật là nhiệt tình. Trương Dương cười nói, hy vọng của nghệ thuật Trung Quốc đều ở trên người những thanh niên như các cô, giúp đỡ các cô cũng là điều nên làm. Cha Vi cười khanh khách, Trương Dương nghĩ đến mục đích chủ yếu Cha Vi tìm đến đây, hắn đứng dậy đến bên căn phòng bên cạnh, Cha Vi đi theo hắn, thấy trang hoàng đẹp đẽ của căn phòng, liền lè lưỡi nói, Trương Dương, thật là đẹp quá, ban chú kinh các anh xây dựng đẹp đấy chứ, chẳng kém gì phòng của tổng thống đâu trương dương lấy chiếc túi hành lý của mình ra nói vì vậy đã xảy ra vấn đề rồi giờ đây đang điều tra vấn đề tham ô ở đây cha vi nói nên điều tra vừa nhìn là đã biết có vấn đề rồi một ban chú kinh cấp thành phố mà bày biện sắp đẹp bằng cố cung rồi trương dương cười nói con gái đừng nói đến chuyện chính trị cha vi tức đến độ đấm vào vai hắn nói anh cũng thật là gia trưởng đấy anh tham dự vào chính trị rồi nói ra nghe xem sao lại bị đẩy đến đây trương dương nói đây là kinh thành sao lại nói là đẩy chứ chỉ có những đồng chí biểu hiện xuất sắc mới có cơ hội đến kinh thành thôi đấy đừng có mà nói vậy tôi đã nghe chị phụng tiên nói rồi anh ấy là anh lại gây chuyện ở bình hải vì vậy lần này chạy đến đây để tránh nạn trương dương biết rằng mình không giấu được hắn cười gượng gạo nói gì ấy nhỉ nể mặt tôi chút có được không tôi có lòng tự trọng rất lớn đấy hắn đưa bức tranh, sơn quỷ, cho cha vi, cha vi mở ra xem rồi trao trao mày, đây là cái gì chứ? Còn khó hiểu hơn của chúng tôi. Trương Dương cười nói, cô ấy à, trình độ thưởng thức cũng thường thôi, cô đóng khung thật đẹp cho bức tranh này, treo trong phòng triển lãm, nhất định làm người ta giật mình. Cha Vi bán tín bán nghi nói, chỉ một bức họa đen xì xì này mà cũng làm cho người ta giật mình sao? Trương Dương nói, nhất định là vậy. Cha Vi nói, Trương Dương, anh nói xem, Hai chúng ta thế nào?" Trương Dương nói, "Cô nói về mặt nào?" "Cha Vi mắng, tôi nói là quan hệ." Trương Dương nói, "Giữa chúng ta đâu có quan hệ gì chứ?" Một câu nói làm cho Cha Vi đỏ mặt, mặc dù bình thường cô xuề xòa là vậy, nhưng dù sao thì vẫn là một khuê nữ, Trương Dương nói như vậy thật là quá hạ lưu, làm cho cô ấy không thể chấp nhận được, Cha Vi tức đến độ giơ tay ra tóm lấy tai của Trương Dương. Trương đại quan cười nói, "Tôi biết tôi sai rồi." Tôi biết tôi sai rồi, cha đại tiểu thư tham mạng. Cha vi véo tai của Hân rồi mới bỏ ra, anh suốt ngày nói như vậy, không sợ bị cắt lưỡi sao? Tôi cũng chẳng nói gì quá đáng mà, cô có đến nỗi phải phản ứng mạnh như vậy không? Cha vi nói, dù sao anh chẳng phải là loại tử tế gì, tôi hỏi rằng anh có coi tôi là bạn không? Trương Dương nói, cô chẳng coi tôi là bạn, sao tôi phải coi cô là bạn chứ? Cha vi nói, tối qua tôi chỉ là trêu họ thôi thật ra trong lòng tôi đã coi anh là một chi kỷ chẳng có gì không thể chia sẻ, hồng nhan chi kỷ. Trương đại quan cười nói, đây chẳng phải là đang nịnh tôi sao? Lại còn hồng nhan chi kỷ nữa chứ, thật là biết dùng từ. Cha Vi trừng mắt với hắn rồi nói, anh tử tế chút cho tôi đi, tôi đang nói chuyện tử tế với An đó, mà anh lại có thái độ gì vậy? Trương Dương nhịn cười nói, cô nói đi, tôi đang nghe đây. Cha Vi nói, ngày triển lãm, Tôi muốn mời Văn Phu nhân đến. Trương Dương đã hiểu ra, nhà đầu này nói với hắn nhiều câu dễ nghe như vậy, thật ra là có mưu đồ cả, mục đích là muốn hắn ra tay mời La Tuệ Ninh đến. Dù sao thì cũng là con của cán bộ cao cấp, suy nghĩ còn sâu sắc hơn con nhà bình thường nhiều. Trương Dương nói, cô đâu có phải là không quen bà ấy đâu, cô trực tiếp đến đó mời tốt hơn. Cha Vi nói, anh là con nuôi của bà ấy, anh đi mời, bà ấy nhất định không từ chối trương dương lắc đầu khó xử sau khi hắn đến kinh thành không liên lạc với vợ chồng văn quốc quyền nói về lý thì cũng không đúng nhưng trong lòng trương dương cảm thấy hơi sợ gặp họ nghe lời nhắc nhở của cố doãn chi trương dương ý thức được rằng mình đã làm nguy hại đến lợi ích chính trị của lương thiên chính trong vụ ô nhiễm nước mà quan hệ của lương thiên chính và vợ chồng văn quốc quyền rất tốt vì chuyện này trương dương hơi sợ sợ rằng bị trách bởi sự việc này vì vậy đến tận bây giờ vẫn chưa đi gặp họ cha vi nói anh mau nói đi anh rốt cuộc có giúp được việc này không? Trương Dương nói, hay là, tôi gọi điện thoại giúp cô nhé. Cha Vi gật đầu. Trương Dương lại thay đổi ý nghĩ, thôi hay tôi trực tiếp đi một chuyến vậy. Gọi điện thoại có hơi không tôn trọng đối phương, là Tuệ Ninh nhất định sẽ tức giận hơn. Cha Vi nói, bà ấy đang ở trung tâm hồi phục sức khỏe, tôi dẫn anh đi. Trương Dương nói, lái xe sao? Cha Vi gật đầu, Trương Dương đi theo cô ấy ra ngoài, ngay lập tức ngớ người, Cha Vi lái một chiếc xe máy, xe máy dạng xe ga hiệu Quang Dương màu hồng. Trương Dương nói, ban chú kinh chúng tôi có xe hơi. Cha Vi nói, đừng lằng nhằng nữa, lên xe đi, lúc này, đường tắc lắm, đi xe máy nhanh hơn. Cô ấy đã lên chiếc xe máy và khởi động rồi. Trương Dương ngồi vào đằng sau Cha Vi, hai tay ôm về đằng trước, hắn đột nhiên nhớ đến sở yên nhiên, nhớ đến lúc đầu khi họ quen nhau ở núi Thanh Sơn, hắn vẫn nhớ như in tư thế hảo nhoáng khi lái xe máy của sở yên nhiên vì trương dương không chú ý nên khi cha vi kéo ga trương dương bị hứng lại đằng sau hai tay hắn ôm mạnh lấy cha vi nhưng vị trí của tay không đúng ôm chúng vào hai chỗ mềm mại và có tính đàn hồi gương mặt cha vi đỏ bừng giống như một quả táo chín thấp giọng mắng anh bỏ tay ra trương đại quan thật sự không cố ý làm vậy đây là do hắn vô tình mà thôi hắn chưa hạ lưu đến mức lợi dụng cơ hội này để làm trò này. Nghe thấy cha vi trách như vậy, Trương Dương vội vàng bỏ tay ra, cha vi kéo ga theo điều kiện, thế là Trương Đại Quan ngã lăn ra sân của ban chú kinh. Cha vi ý thức được Trương Dương đã ngã, vội vàng dừng xe lại, quay đầu thấy dáng vẻ khổ sở của Trương Dương, tất cả những nỗi giận giữ Trương Dương lúc nãy đã biến đi đâu mất, cô khanh khách cười. Trương Đại Quan bị ngã, hắn không phải cố ý làm vậy, vừa nãy thật sự là không phòng bị gì, dù sao nói gì hắn cũng là một cao thủ võ công mà lại bị ngã trước mặt nhiều người thế này thật là mất mặt không ít người làm việc ở ban chú kinh đều nhìn thấy bộ dạng thê thảm của chủ nhiệm trương ngã từ trên xe máy xuống ai nấy muốn cười mà lại không dám cười trương dương thấy thái độ của họ càng cảm thấy xấu mặt vậy mà lúc này cha vi lại nói này anh còn không biết ngồi xe à trương dương cúi thấp đầu rồi ngồi lại lên chiếc xe của cha vi lần này hắn đã nhìn đúng vị trí hai tay đặt lên eo của cha vi cha vi nói nhỏ báo ứng không hay đâu sau đó vặn tay ga phóng ra ngoài từ lúc con trai đi tân cương những ngày tháng của la tuệ ninh ngày càng vô vị ngoài việc chăm sóc con gái sức lực của bà chủ yếu đều đặt vào quỹ của thiên chỉ tiên sinh từ lúc sau khi thiên chỉ tiên sinh mất lợi dụng số tiền bán được của thư pháp đã xây dựng được 20 ngôi trường tiểu học ở những vùng nghèo khó văn linh vẫn ngủ vùi như vậy ánh mặt trời chiếu rọi vào từ cửa sổ chiếu lên mặt cô ta gương mặt trắng nhợt dường như cũng hồng hào lên dưới ánh mặt trời nhìn gương mặt của con gái la tuệ ninh liền thở dài trong việc giáo dục con gái bà đã thất bại sau khi văn linh tỉnh dậy tính tình thay đổi làm bố chồng tương lai của cô ta là đỗ sơn khuê tức chết việc này cũng dẫn đến tình cảm lâu năm của cô ta và đỗ thiên giã bị tan vỡ đồng thời cũng làm cho quan hệ giữa nhà họ văn và bên quân đội cũng xa cách dần con đường tình cảm của con trai văn hạo nhiên cũng không thuận lợi anh ta yêu con gái của tần hồng giang là tần manh manh nhưng tần manh manh đã sinh được một đứa con rồi mặc dù la tuệ ninh là một bà mẹ phóng khoáng nhưng nhà họ văn cũng chú ý đến danh dự không thể nào để một cô gái như tần manh manh trở thành con dâu trong nhà được nếu không văn gia nhất định sẽ trở thành trò cười cho toàn kinh thành con trai bà cũng vì chuyện này mà trở nên nản trí và quyết định chuyển sang làm chính trị đến tân cương để tập luyện tiếp sau đó rất nhiều sự việc phiền toái xảy ra Tần Manh Manh giết chết anh trai của cô ấy là Tần Trấn Đông, giờ đây đang chạy ra nước ngoài không biết tông tích thế nào, con trai nuôi Trương Dương thì lại xông vào đại viện quân khu, cướp mất cháu ngoại nhà họ Tần là Tần Hoan, làm cho quan hệ vốn đã xa cách của văn gia và bên quân đội giờ đây càng lạnh nhạt. La Tuệ Ninh nghĩ đến đây không khỏi thở dài, xem ra trên thế giới này chẳng có việc gì là hoàn hảo cả, chồng bà ngày càng tiến bước trên con đường chính trị, thì gia đình của họ ngày càng không như ý, nếu như ông ấy có thể chú ý đến con cái hơn, thì cũng không đến nỗi như bây giờ. Lý Vĩ bước đến báo cáo, phu nhân, Trương Dương đến rồi. Là tuệ ninh không cảm thấy kỳ lạ, bà nhẹ nhàng thở dài nói, tiểu tử này, đã đến gặp tôi rồi. Thời gian gần đây, Trương Dương gây không ít phiền toái ở bên ngoài, là tuệ ninh cũng nghe nói không ít, nhưng có một vài việc bà ấy không thích hợp đi hỏi, còn Trương Dương cũng chẳng tìm sự giúp đỡ của bà ấy, điều này chứng minh Trương Dương muốn dựa vào thực lực của mình để giải quyết những chuyện này, La Tuệ Ninh đột nhiên ý thức được mình càng ngày càng lãnh đạm với những sự việc chính trị rồi. Trương Dương và Cha Vi cùng bước vào phòng bệnh, Cha Vi đã mua một bó hoa tươi. Bước vào theo Trương Dương, Cha Vi đã quen La Tuệ Ninh được nhiều năm, có điều qua lại không nhiều, Cha Vi ngọt ngào gọi một tiếng gì la. La Tuệ Ninh mỉm cười ừm một tiếng, rồi đứng dậy bắt tay Cha Vi, nhẹ nhàng khen con gái của bộ trưởng cha ngày càng xinh đẹp rồi cha vi cười nói gì la nói vậy làm cho cháu thật sự xấu hổ trương dương nói cô mà cũng biết xấu hổ à mẹ nuôi tôi là người tốt nói thật bà ấy sợ động chạm đến lòng tự trọng của cô cha vi khá tự tin với dung mạo của mình trương dương không thể nào đả kích được cô ấy cô ấy trừng mắt với trương dương và nói thật là nhỏ nhen có phải anh vẫn còn thù đúng không trương dương đến trước mặt la tuệ ninh cười rất sáng lạn chào mẹ nuôi la tuệ ninh nói mẹ còn tưởng rằng con không còn nhớ đến người mẹ nuôi này nữa cơ trương dương nói gần đây công việc bận rất bận vì thế không có thời gian đến thăm mẹ chẳng thế sao con vừa có thời gian là chạy đến kinh thành lần này đến là để thăm mẹ thôi đấy la tuệ ninh nói chán con lắm bà nhận lấy bó hoa trong tay cha vi rồi thay bó hoa trên đầu giường cha vi nhận lấy bó hoa cũ rồi vất vào trong thùng rác trương dương thì lại ngồi bên cạnh văn linh giơ tay ra bắt mạch cho cô ấy Trương Dương cảm thấy có lỗi về những việc đã làm cho Văn Linh trước kia, hắn xem mạch cho cô ta không phải là muốn giúp cô ấy trị thương, mà là muốn xem tình hình của cô ấy. Mạch tượng của Văn Linh hơi yếu hơn so với lần trước Trương Dương đến, Trương Dương trao trao mà, xem ra tình hình của cô ấy không hề lạc quan, Trương Dương đã từng dùng kim để lấy nội lực bản thân, Trương Dương cũng chẳng làm cách nào được với tình trạng hiện tại của Văn Linh. Thật ra, dù là giờ đây hắn có thể cứu Văn Linh tỉnh lại, thì nhất định cũng phải suy nghĩ kỹ, có trời mới biết, đây có phải là làm thức tỉnh một mối tai họa hay không, với Văn Linh, tình trạng hiện tại của cô ấy chưa chắc đã không phải là một điều tốt. La Tuệ Ninh không hỏi về tình hình của con gái, bà không muốn làm khó Trương Dương, mọi thứ giờ đây đều do chính Văn Linh chuốc lấy, vì vậy vẫn nên để thuận theo tự nhiên thì hơn. La Tuệ Ninh nói, ra ngoài ngồi đi. Ba người đến vườn cỏ bên ngoài, La Tuệ Ninh ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đá, Lý Vĩ lấy ra mấy chai nước, trương dương và cha vi ngồi xuống bên cạnh la tuệ ninh la tuệ ninh nói trương dương con đến kinh thành bao giờ thế trương dương thật thà trả lời con đến đây ba ngày rồi vì phải giúp đỡ thành phố xử lý việc của ban chú kinh vì vậy không có thời gian đến đây la tuệ ninh nói là do con không có thời gian hay là do con sợ gặp mẹ trương dương biết rằng tất cả mọi việc của mình đều không thể giấu được mẹ hắn cười hà hà rồi cầm chai nước lên uống mấy ngụm đổi chủ đề cha vi cô chẳng phải có chuyện muốn nói với mẹ nuôi tôi sao cha vi nói gì la là thế này ạ à? chúng cháu đã tổ chức một salon nghệ thuật thanh niên khai mạc vào thứ tư tại nhà nghệ thuật thanh niên ngày khai mạc chúng cháu muốn mời gì đến tham quan la tuệ ninh vừa nghe đã hiểu rằng cha vi muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của bà ấy trong giới văn hóa la tuệ ninh cười nói nói thật ta cũng rất thích nghệ thuật hội họa thư pháp truyền thống của trung quốc giới trẻ các cháu rất thích những phương thức nghệ thuật mới thật sự ta có hơi không tiếp nhận được cha vi tưởng rằng bà ấy từ chối khéo mình nên trên mặt lộ ra vẻ thất vọng la tuệ ninh cười nói nhưng con mắt nhìn của ta không theo kịp thời đại không có nghĩa là những tác phẩm nghệ thuật của các cháu không có chỗ dùng với những tác phẩm nghệ thuật của giới trẻ ta luôn ủng hộ được ta nhất định sẽ qua đó giúp cháu cha vi thấy la tuệ ninh đã đồng ý vô cùng vui mừng cô đưa giấy mời dành cho quý khách cho la tuệ ninh là Tuệ Ninh cười nói, thật ra việc này, cháu đến trực tiếp tìm ta là được, không cần phải thông qua Trương Dương. Cha Vi cười hơi ngại ngần, trong lòng nói, vị phu nhân này thật là lợi hại, ngay cả trong lòng cô ấy nghĩ gì đều nhìn thấu được. Trương Dương nói, mẹ nuôi à, cô ấy mời mẹ đi qua đó còn có một lý do nữa đấy, mẹ là chủ tịch Quý Thiên Trì Tiên Sinh, Cha Vi dự định lần này bán 10 tác phẩm, số tiền bán được của tác phẩm đều quyên cho quý, việc này cô ấy ngại không nói với mẹ. La Tuệ Ninh nói, người trẻ các cháu mà có tấm lòng nhân ái như vậy, ta rất ủng hộ. Cha Vi đang muốn thể hiện tình cảm cảm ơn, thì điện thoại trong tay cô đã vang lên, bên nhà nghệ thuật xảy ra một vài vấn đề, bảo cô ấy nhanh chóng qua đó giải quyết. Cô chào tạm biệt La Tuệ Ninh, rồi vội vàng rời đi. Trương Dương đương nhiên không đi cùng cô ấy, mặc dù hắn đã dự liệu được La Tuệ Ninh nhất định lên lớp với hắn, nhưng hôm nay đã gặp phải rồi, thì chỉ có thể tiếp nhận giáo dục mà thôi. Là tuệ ninh nhìn sang Trương Dương, mặc dù tinh thần của Trương Dương khá tốt, nhưng hắn rõ ràng tiều tụy hơn so với lần gặp mặt trước, là tuệ ninh thở dài nói Trương Dương, con gầy đi rồi. Trương Dương cười nói, gầy cho có tinh thần mẹ à, gần đây công việc khá bận, lần đến kinh thành này vừa đúng lúc có thể nghỉ dài ngày, dưỡng sức. Là tuệ ninh thì lại biết rằng sự tiều tụy của Trương Dương không phải là do công việc bận bịu mà là do cái chết của cố giai đồng, sự việc Trương Dương gây nên ở Mỹ bà ấy hiểu rất rõ. La Tuệ Ninh không giúp đỡ nhiều cho Trương Dương về việc đó. Đương nhiên không phải là do La Tuệ Ninh không quan tâm đến đứa con trai nuôi này, mà là tất cả hành động của Trương Dương ở Mỹ đã động chạm đến thần kinh mẫn cảm của các mối quan hệ ngoại giao, là Phó Thủ tướng Chính phủ, Văn Quốc Quyền không thích hợp tham gia vào. Y chỉ thông qua điện thoại bảo người phụ trách lãnh sự quán tại Mỹ thưa anh Hằng cố gắng giúp đỡ cho Trương Dương. La Tuệ Ninh nói, việc của giai đồng mẹ cũng cảm thấy rất đau lòng. Trương Dương nói, đã qua rồi, nhưng đôi mắt hắn vẫn lộ ra vẻ tiếc thương la tuệ ninh nhẹ nhàng nói đi mỹ con có gặp yên nhiên không trương dương gật đầu nói nếu như không có sự giúp đỡ của cô ấy lần này con sẽ chẳng giải thoát khỏi khó khăn thuận lợi vậy la tuệ ninh nói có bao giờ nghĩ đến việc phát triển với yên nhiên thế nào về sau không trương dương lắc đầu nói con không biết sự việc của giai đồng ảnh hưởng đến con rất lớn la tuệ ninh thương xót nhìn đứa con nuôi nhẹ nhàng khuyên bảo, những việc đã qua thì không thể nào thay đổi được, giai đồng đã ra đi nhưng con vẫn phải tiếp tục sống, con còn sự nghiệp, còn còn phải đối mặt với tình cảm của mình. Trương Dương nói, con hơi sợ hai chữ tình cảm này. La Tuệ Ninh nói, con cũng không còn nhỏ nữa rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi. Trương Dương lắc lắc đầu, mẹ à, con đã kết hôn rồi, giai đồng là vợ của con. La Tuệ Ninh thở dài nói, con làm như vậy, nếu như giai đồng dưới suối vàng có biết thì không chắc cảm thấy được an ủi đâu. Cô ấy yêu con thì sẽ không bao giờ hy vọng con dùng việc này để bó buộc bản thân. Trương Dương, con hãy quên đi quá khứ, xây dựng một cuộc sống mới, đối mặt với việc tình cảm. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi, con hiểu rồi. Bằng sự nỗ lực của đám thanh niên cha vi, salon nghệ thuật ở nhà nghệ thuật thanh niên lần này đã khai mạc long trọng, ngày khai mạc, người đến xem không ít, trong đó có cả phu nhân phó thủ tướng La Tuệ Ninh Chủ tịch Hiệp hội Mỹ thuật Lý Thạch Quân, Chủ tịch Tập đoàn Tinh Tòa Tra Tấn Bắc cũng đến để chúc cháu gái. Đương nhiên, y không đến một mình, thành viên tập đoàn bao gồm của Khư Phụng Tiên là hơn 300 người. Làm vậy để cho đông đủ, bên Trương Dương cũng giúp Cha Vi mời không ít nhân công của Ban Chú Kinh. Đến khoảng 150 người, thêm vào hơn 400 sinh viên của trường Mỹ thuật, nên trông rất náo nhiệt long trọng. Phó chủ nhiệm Ban Chú Kinh tỉnh Bình Hải Hồng Vệ Đông cũng đến, Trương Dương đưa ra lời mời. Gã nhất định phải nể mặt, hơn nữa nơi này có thể kết giao với một vài nhân vật quan trọng của Kinh Thành, gã đương nhiên không bỏ qua. Trương Dương thấy Hồng Vệ Đông mang một đám quan viên tới, cười hì hì bước đến nói, chủ nhiệm Hồng, cảm ơn đã đến tham quan. Hồng Vệ Đông cười bắt tay với hắn, tôi vốn đã là một người yêu nghệ thuật, có điều tế bảo nghệ thuật lại rất có hạn. Tất cả mọi người xung quanh đều cười rộ lên. Hồng Vệ Đông thấy là Tuệ Ninh ở đằng xa, là Tuệ Ninh là trung tâm của quần chúng đang ở đó nói chuyện với mấy vị bạn cũ, Trương Dương thấy ánh mắt của Hồng Vệ Đông là đã hiểu ý của gã, mỉm cười nói, "Chủ nhiệm Hồng, tôi giới thiệu giúp anh." Hồng Vệ Đông bước đến cùng hắn, đến trước mặt La Tuệ Ninh, Trương Dương cười nói, "Mẹ nuôi, vị này là chủ nhiệm Hồng ban chú kinh Bình Hải chúng ta." La Tuệ Ninh ngừng nói chuyện lại, rồi nhìn cười với Hồng Vệ Đông. Hồng Vệ Đông vội vàng nói, "Phan phu nhân, tôi là Hồng Vệ Đông ở ban chú kinh Bình Hải, bà cứ gọi tôi là Tiểu Hồng là được." La Tuệ Ninh nói, tôi rất quen với Quách Thụy Dương, trước kia chúng ta hình như chưa gặp bao giờ. Hồng Vệ Đông nói, Văn Phu Nhân, cuối năm ngoái tôi mới về Kinh Thành làm việc. La là Tuệ Ninh gật đầu nói, hèn chi. Lúc này chủ tịch tập đoàn tinh toàn là cha Tấn Bắc đến, y cũng là đến chào La Tuệ Ninh, Hồng Vệ Đông đứng sang một bên, ở Bình Hải, gã là nhân vật hàng đầu, nhưng ở Kinh Thành, trong mắt những người này, chẳng ai coi một chủ nhiệm ban chú Kinh như gã là gì cả. Hồng Vệ Đông mới đến Kinh Thành không lâu, mục đích gã đến Kinh Thành là để làm quen với một vài nhân vật có thực quyền, mở rộng các mối quan hệ xã hội, xây dựng cơ sở phát triển cho chính trị mai sau. Trương Dương dẫn Hồng Vệ Đông bước vào trong nhà nghệ thuật, Hồng Vệ Đông vừa bước đi vừa nói, sự việc của Sử học Vinh Anh xử lý rất tốt, có bao giờ nghĩ đến việc làm việc ở Kinh Thành chưa? Trương Dương cười nói, tôi là người bị thành phố đẩy đến thôi, vốn là sau khi Phó Bí Thư Ngô đến, tôi sẽ rời đi, nhưng không ngờ ông ấy lại đột nhiên phát bệnh tôi chỉ có thể làm vị trí lãnh đạo lâm thời một thời gian thôi hồng vệ đông nói trước kia anh đã làm công tác ở ban chú kinh năng lực ở mặt này rất tốt trương đại quan thầm nói đâu có phải chỉ năng lực ở mặt này tốt năng lực mặt nào của tôi mà chẳng tốt hai người đến trước bước họa sơn quỷ hồng vệ đông dừng lại nhìn một lúc nói thật gã cũng chẳng thể nào ngắm được bức này có điều gã cảm thấy rất thích chữ ở trên bức tranh khi hồng vệ đông ngắm bức tranh này Cha Tấn Bắc và Khư Phụng Tiên cũng bước đến, Cha Tấn Bắc rất am hiểu về nghệ thuật, y vừa nhìn một chút bức tranh này là đã bị hấp dẫn, vốn dĩ hôm nay y chỉ đến để cho đông người thôi, chẳng hy vọng có thể nhìn thấy tác phẩm nghệ thuật gì lớn ở đây, dù sao thì hôm nay cũng toàn là những tác phẩm của người trẻ tuổi. Cha Tấn Bắc từ tận đáy lòng rất coi thường năng lực sáng tạo nghệ thuật của đám người trẻ tuổi này, nhưng khi y nhìn thấy tấm Sơn Quỷ này, ngay lập tức đã bị chấn động, thậm chí không để ý đến lời chào của Trương Dương nữa y nhìn kỹ càng từng góc độ của bức tranh nhìn một lúc sau mới thấp giọng nói tranh đẹp trương dương cười nói cha tổng bức tranh này thật sự đẹp sao cha tấn bắc gật đầu nói không ngờ ở trong trường mỹ thuật lại có một nhân vật thế này y vẫy vẫy tay với cha vi cha vi đang ngắm tranh với la tuệ ninh cô bảo cố dưỡng dưỡng ra nói chuyện cùng bà ấy tiếp cha tấn bắc chỉ vào bức sơn quỷ rồi nói bức tranh này là do ai vẽ vậy giúp ta gặp mặt một chút cha vi nhìn sang trương dương rồi cười nói bức tranh này à tác giả không ở đây cha tấn bắc nói hôm nay có bán bức này không ta mua cha vi cười khanh khách nói đừng hỏi cháu bức tranh này không phải là của học viện nghệ thuật chúng cháu đâu là của trương dương mang đến đấy bức này chẳng có gì đặc biệt chú thật sự coi nó như bảo bối à cha tấn bắc lúc này mới biết bức tranh này là của trương dương mang đến y cười nhìn trương dương gật đầu rồi nói chủ nhiệm trương bức tranh này rốt cuộc là của ai vẽ vậy? Không phải là tác phẩm lớn của anh chứ?" Trương Dương nói, "Tôi đâu có bản lĩnh vậy chứ, chữ là của tôi viết, nhưng bức tranh là của Viên Phân Kỳ vẽ, là một người bạn của tôi." Cha Tấn Bắc nói, "Bức tranh này là của anh sao?" Trương Dương gật đầu. "Cha Tấn Bắc nói, 50.000, tôi lấy nó." Thật ra Viên Phân Kỳ không phải là họa sĩ nổi tiếng gì, cha Tấn Bắc đưa ra cái giá cao như vậy là vì Trương Dương đã nói Chữ bên trên đó là do hắn vẽ, cha Tấn Bắc nếu như đưa ra một cái giá quá thấp, thì không tôn trọng Trương Dương. Trương Dương nói, bức tranh này đâu đáng nhiều tiền vậy chứ. Cha Tấn Bắc nói, tôi trả 50.000, thật ra tôi đã được lợi rồi đấy, chủ nhiệm Trương, tôi rất thích bức tranh này, anh để lại cho tôi đi. Trương Dương quen cha Tấn Bắc lâu vậy, rất lịch sử với cha Tấn Bắc, thật sự hắn không thể từ chối, đang chuẩn bị đồng ý thì lại nghe thấy một âm thanh của cô gái, bức tranh này tôi cũng rất hứng thú. chương 684, Salon Nghệ Thuật Trương Dương và cha Tấn Bắc cùng quay người ra nhìn, thì thấy Giang Quang Á đang đưa một đôi nam nữ bước đến, cô gái thì Trương Dương quen, đó chính là Tổng Giác Đốc Tập Đoàn Thái Hồng Cơ Nhược Nhạn, người con trai thì hắn không quen, có điều trông rất khí phách hiên ngang, cũng không phải là nhân vật bình thường. Trương Dương mặc dù không quen, nhưng cha Tấn Bắc thì quen, Người con trai đó là Lương Khang, một trong ba công tử nổi tiếng nhất kinh thành, danh tiếng như thế này thường đi liền với người nhà, nhưng Lương Khang lại là một người thực lực, bố mẹ gã đều là cán bộ cấp bộ, ông là một trong những đại thần khai quốc xã hội cộng hòa, mặc dù những năm 80 đã về ở ẩn, nhưng rất nhiều người trong gia tộc làm chính trị, là một gia tộc nổi tiếng. Lương Khang phát tài do bán đồ sắt thép, sau khi liên xô giải thể, gã làm công tác thương mại với liên xô lại phát tài to, tài lộc dồi dào nguồn tiền lớn đó đã làm cho gã trở thành người nổi tiếng trong thanh niên Trung Quốc, gần đây lại bắt đầu tiến công vào thị trường tiền tệ, bất động sản, vật tư tập đoàn Cự Long đã trở thành một trong những tập đoàn hùng hậu nhất trong nước, vì gã rất kiêu ngạo, danh tiếng trong kinh thành ngày càng lớn, có người nói rằng tài lực của gã đã vượt qua thương nhân lớn Hà Trường An. Trong mắt cha Tấn Bắc, Lương Khang là một vãn bối, phạm trù kinh doanh của Y và Lương Khang không giống nhau, giữa họ không có chút cạnh tranh gì, vì vậy cũng không có mâu thuẫn gì. Trương Dương nhìn thấy cơ nhược nhạn, biết rằng nhất định cô ta đến là vì Giang Quang Á, việc này cũng rất bình thường, Tổng Giám đốc của Thái Hồng Triệu Vĩnh Phú là ông ruột của Giang Quang Á, cơ nhược nhạn lại là Giám đốc của Thái Hồng, cô ta thay mặt cho chủ tịch đến đây cũng là điều nên làm. Trương Dương cười nói cơ tiểu thư ngày càng thích thú thư pháp rồi. Cơ nhược nhạn nghe thấy câu này của hắn ngay lập tức thái độ rất mất tự nhiên, Trương Dương nhớ đến cảnh hai chữ ở Nam Vũ, cảm thấy muốn cười. Cha Tấn Bắc cũng quen cơ nhược nhạn, im mỉm cười nói cơ tổng cũng có hứng thú với bức tranh này sao. Cơ nhược nhạn gật đầu nói, tôi là một người ngoại đạo trong giới thư pháp, có điều tôi nghe nói chữ trên bức tranh này là do Trương Dương viết. Lúc đầu bức tranh mãn giang hồng của chủ nhiệm Trương đã bán được đến cái giá 2 triệu, chỉ mấy chữ này có lẽ không chỉ đáng giá 50.000. Chúng ta đều là thương nhân, thương nhân trục lợi là bản năng của chúng ta. Cha Tấn Bắc cười hà hà nói, cơ tổng muốn giành của tôi rồi. Cơ Nhược Nhạn mỉm cười nói, "Quân tử không cướp đồ của người khác, tôi là con gái, vì thế trực tiếp tranh với cha tổng." Cha Tấn Bắc cười ngày càng vui vẻ, y chẳng để tâm đến Cơ Nhược Nhạn, mặc dù trẻ tuổi như vậy đã trở thành tổng giám đốc của Thái Hồng, nhưng người thật sự nắm quyền là Triệu Vĩnh Phúc, cha Tấn Bắc nghĩ là nghĩ đến quan hệ giữa cô ta và Lương Khang. Lương Khang không nói gì, cười nhìn họ. Cha Tấn Bắc nói, "Một câu quân tử không cướp đồ người khác thật hay, tôi còn nhớ một câu Chàng trai tốt không đấu với nữ nhi, nếu cơ tổng đã thích, thì được, tôi chủ động nhương, cô mang đi là được. Cơ nhược nhạn cười nói cảm ơn, cô ta nói với gian quang á nói, để biểu thị thành ý, tôi trả 100.000, dù sao thì số tiền này cũng quyên góp cho quỹ từ thiện. Lương Khang ở một bên nói, nhược nhạn, để anh trả, bức tranh này coi như món quà tặng em. Trương Dương nói, này các vị, chúng ta đừng tranh nữa, tôi còn chưa đồng ý bán kia mà. Hình như bức tranh này là của tôi đúng không? Một câu nói làm cho tất cả ánh mắt đều tập trung lên người Trương Dương. Thật sự, Trương Đại Quan còn chưa đồng ý bán. Vốn dĩ hắn muốn bán cho cha Tấn Bắc cho xong, nhưng vẫn còn chưa nói ra. Đột nhiên lại xuất hiện một người cạnh tranh là cơ nhược nhạt. Trương Đại Quan ghét nhất là loại người không chú ý đến hắn. Đám người này tranh đi tranh lại bức họa này mà chẳng ai hỏi ý kiến của hắn cả. Thật sự coi hắn là không khí rồi. Nghe câu nói này của Trương Dương, cha Tấn Bắc thầm nghĩ cơ nhược nhạn, hôm nay cô tự tìm xấu mặt rồi, người ta còn chưa nói là muốn bán kia. Đôi mắt Lương Khang nhìn vào mặt Trương Dương nói, anh bạn, giá không phải là vấn đề, tôi trả 200 000 mọi người cùng làm bạn với nhau. Thật sự, cái giá của Lương Khang trả không phải là thấp, nhưng cái cách nói chuyện của gã với Trương Dương quá kiêu ngạo, Lương Khang hầu như đều như vậy cả. Gã cũng không biết Trương Dương là ai, tưởng rằng hắn là tác giả của bức họa này. Lương Khang cũng không phải là người yêu thích nghệ thuật, gã cũng chẳng hiểu gì về thư pháp, với hắn sẽ không bỏ ra 200.000 để mua bức tranh này, nhưng cơ nhược nhạn thích, gần đây Lương Khang đang theo đuổi cơ nhược nhạn, vì một nụ cười của Hồng Nhan, chỉ 200.000 chẳng là gì với Lương Khang. Điều kiện bản thân và bối cảnh của Lương Khang quyết định gã có quyền kiêu ngạo, gã thật sự cũng có tư cách kiêu ngạo, rất ít người tính toán với gã, nhưng hôm nay gã chẳng may gặp được Trương đại quan. Nếu như Trương đại quan vui vẻ thì tặng không bức tranh này cũng chẳng sao, nhưng giờ đây hắn hơi bực, đừng nói là 200.000, dù là Lương Khang có lấy ra 20 triệu, hắn cũng sẽ không đồng ý. Giang Quang Á không biết rằng Trương Dương cảm thấy phản cảm với Lương Khang, cậu ta cười giới thiệu, "Trương Dương, vị này là Lương Khang, cũng là một người anh tốt của tôi." Trương Dương cười mà như không, gật đầu nói, "Đã nghe danh từ lâu." Lương Khang không biết hắn đang nói kháy mình, vẫn chỉ vào bức tranh đó nói, "200.000, thế nào?" Trương Dương lắc đầu nói, tôi không bán. Lương Khang hơi ngớ người, anh chê ít à? Trương đại quan cười hì hì không nói gì. Lương Khang nói, cho anh 300.000, tôi làm thế là nể mặt Quang Á đấy. Trương Dương càng lúc càng khó chịu, mẹ kiếp, có tiền là to lắm à? Lương Khang giống như vẻ mình có thể bỏ ra nhiều tiền vậy, nếu không phải vì gã là bạn của Giang Quang Á, Trương Dương đã không khách sáo từ lâu rồi. Cha Vi thấy tình hình bất ổn, cô ta hiểu tính cách của Trương Dương Lương Khang nói chuyện lúc nào cũng như vậy cả người không quen gã nhất định cảm thấy gã rất kiêu căng cha vi cười nói anh lương à Anh cũng thật là kiệt quá một ông chủ lớn vậy mà mới trả có 300.000 tất cả số tiền chúng tôi bán được ngày hôm nay sẽ dùng vào quỹ từ thiện đừng tưởng rằng chúng tôi tham tiền Lương Khang nói vậy được tôi trả 500.000 thế này đi gã tưởng rằng cái giá này đã đủ nhiều rồi đối phương không có lý do gì từ chối cả Trương Dương nói không bán Bao nhiêu tiền cũng không bán, tất cả mọi người đều ngớ người, cha Tấn Bắc rất vui vẻ, thật ra y cũng chẳng thoải mái gì với đám trẻ là Lương Khang này, có điều là một tiền bối, không thích hợp đối trọi với Lương Khang, Trương Dương làm khó Lương Khang, đúng vào ý của cha Tấn Bắc. Lương Khang gặp khó ngay trước mặt mọi người, ngay lập tức nét mặt đã thay đổi, trong mạng xã giao của gã ở Kinh Thành, rất ít người không nể mặt gã như vậy, điều càng làm cho Lương Khang xấu mặt hơn là cơ nhược nhạn đang ở bên cạnh gã. Cơ Nhược nhãn lại rất thích bức tranh này, cô ta nhẹ nhàng cầu khẩn, "Chủ nhiệm Trương, tôi thật sự rất thích bức tranh này, có thể để lại cho tôi không?" Trương Dương cảm thấy hơi kỳ lạ, hắn đã nói không bán, mà Cơ Nhược như lại cứ bảo hắn bán, trước mặt nhiều người như thế này, làm vậy có phải hơi quá đáng không? Trước kia sao hắn không biết Cơ Nhược như là một người yêu thích nghệ thuật như vậy chứ? Lương Khang lạnh lùng nhìn Trương Dương, tên này không nể mặt gã, làm cho gã cảm thấy tức giận đầu óc trương dương cũng rất linh hoạt sự việc này hắn biết phải xử lý thế nào cười nói cơ tiểu thư không phải tôi không muốn để lại bức tranh này tôi đã đồng ý để lại cho mẹ nuôi tôi rồi những sự việc đã đồng ý không thể thay đổi được thật ra la tuệ ninh chưa từng nhìn thấy bức tranh này trương dương lợi dụng cách này để làm giảm mâu thuẫn mà thôi cơ nhược nhạn nghe thấy câu này của trương dương cũng đành bỏ cuộc giang quang á vội vàng đưa họ đến nơi khác để tham quan sau khi họ đi rồi Cha Vi hỏi không hiểu, sao tôi không biết anh đã tặng bức tranh này cho văn phu nhân. Trương Dương nói, cô đâu có phải sâu trong bụng tôi đâu, việc gì của tôi cô cũng biết à. Cha Tấn Bác và Khư Phụng Tiên đứng bên cạnh đều cười, cha Vi tức giận trừng mắt với Trương Dương, rồi đi đến nói chuyện cùng La Tuệ Ninh. Cha Tấn Bác nhắc nhở Trương Dương, cậu Lương Khang vừa rồi, là một trong ba công tử của Kinh Thành, là chủ tịch tập đoàn Cự Long đấy. Trương Dương nói, tôi không quen. Cha Tấn Bắc nói, cậu ta rất ưa thể diện. Trương Dương cười nói, thể diện không phải người khác cho được, mà phải tự mình lấy. Cha Tấn Bắc nhìn bức, sơn quỷ, đó với vẻ tiếc nuối, tôi thật sự rất thích bức tranh này. Trương Dương thấp giọng nói, đợi chút nữa ông quyên góp 500.000, tôi bảo cha Vi đưa bức này cho ông. Cha Tấn Bắc nói, 500.000, cậu thật là biết cách đòi tiền. Trương Dương nói, vừa nãy ông cũng nghe rồi đấy, Lương Khang cũng trả cái giá này mà. Cha Tấn Bắc cười nói, 50 thì 50 vậy, vừa lấy được bức tranh này vừa làm được chút việc từ thiện, còn gì vui bằng, có điều, anh phải đồng ý với tôi một chuyện. Việc gì vậy? Cha Tấn Bắc nói, giúp tôi gặp tác giả của bức tranh này. Trương Dương nói, không vấn đề gì. Salon nghệ thuật ngày hôm đó rất thành công, rất nhiều khách đến xem đã mua tranh, đa phần những người đó chẳng hứng thú gì với bản thân bức tranh, chỉ có điều thông qua cách này để quyên góp tiền cho quỹ của thiên chỉ tiên sinh mà thôi làm việc thiện, cha tấn bắc quyên góp nhiều nhất, 500.000. La Tuệ Ninh thay mặt cho quỹ nói phát biểu, rồi nói lời cảm ơn với tấm lòng nhiệt tình của mọi người. Trương Dương đứng trong đám người nghe La Tuệ Ninh nói chuyện, lúc này, cơ nhược nhạn đến bên hắn, cười nói, chủ nhiệm Trương, hôm nay anh làm tôi thật mất mặt. Trương Dương thấy cơ nhược nhạn đến một mình, hắn cười nói, xin lỗi, nếu như không phải tôi đã đồng ý cho mẹ nuôi trước rồi, thì nhất định sẽ tặng cho cô bức này. Cơ nhược nhạn thở dài nói, để bồi thường cho tôi, anh có thể tặng cho tôi một bức tranh chữ không? Trương Dương cười nói, trước kia chẳng phải đã từng viết cho cô rồi sao? Cơ nhược nhạn nói câu này cảm thấy hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng nói, bức đó chủ nhiệm lưu của thể ủy lấy đi rồi. Thật ra người như Trương Dương rất dễ nói chuyện, hắn chẳng mấy ác cảm với bản thân cơ nhược nhạn, vừa nãy không đồng ý yêu cầu của cô ta là vì Lương Khang biểu hiện qua ư kiêu ngạo. Trương Dương sau khi từ chối cơ nhược nhạn, cũng cảm thấy có lỗi, giờ đây thấy cơ nhược nhạn như vậy, đương nhiên không thể từ chối lần nữa, liền mỉm cười nói, "Được, đợi tôi về viết xong rồi sẽ đưa cho cô." Cơ nhược nhạn nói, "Quân tử nhất ngôn đấy nhé, không cần anh đưa đến đâu, tôi sẽ đến đó lấy, thế này mới có thành ý." Trương Dương nói, "Viết gì đây?" Cơ nhược như nói, "Trường Hận ca đi." Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Lương Khang bước đến, gã nói với cơ nhược nhạn, "Nhược nhạn, chúng ta phải đi rồi." cơ nhược nhạn gật đầu, cười nói với Lương Khang, chủ nhiệm trương đã đồng ý tặng em một bức chữ rồi. Lương Khanh cười nhạt nói, hay lắm, gã kéo tay cơ nhược nhạn bước ra ngoài. Trương Dương nheo nheo mắt nhìn bóng hai người, cảm thấy hai người này cũng hợp lắm. Là tuệ ninh không biết đến bên cạnh hắn lúc nào, mỉm cười nói, đừng nhìn nữa, người ta là hoa đã có chủ rồi. Trương Dương cười nói, mẹ nuôi, con chẳng có ý nghĩ đấy đâu, mẹ coi con là ai rồi chứ, La Tuệ Ninh cười hà hà nói, con ấy à, chẳng bao giờ vừa lòng cả, đúng rồi, bức sơn quỷ đó là của ai vậy? Rất nhiều người có hứng thú, ngay cả Lương Khang cũng đến hỏi mẹ. Trương Dương hơi ngớ người, đột nhiên nghĩ đến việc hắn đã nói tặng bức này cho La Tuệ Ninh, nhưng việc này lại chưa nói với La Tuệ Ninh. Lương Khang tìm đến La Tuệ Ninh nhất định là để kiểm chứng chuyện này, xem ra việc này đã đắc tội với Lương Khang rồi. Trương Đại Quan không sợ đắc tội với người khác hắn chỉ là cảm thấy không cần thiết như vậy, đến kinh thành là để tu tâm dưỡng tính, chứ không phải là để kết thù với người khác. Khư Phụng Tiên bước đến mời La Tuệ Ninh đến Kim Vương Phủ ăn cơm, để chúc mừng buổi khai mạc thành công của salon nghệ thuật, cha Tấn Bắc cũng đã chuẩn bị mấy bàn ở Kim Vương Phủ, mời những khách đến, đây cũng là sự ủng hộ với cháu gái. La Tuệ Ninh cười nói, ăn cơm thì thôi tôi không đi, tôi còn phải về xem con gái, mấy người trẻ tuổi các cậu tự đi đi. La Tuệ Ninh không đi, hồng vệ đông thì không bao giờ bỏ qua cơ hội những nhân vật nổi tiếng kinh thành này trương dương ngồi cùng xe với hồng vệ đông đến kim vương phủ hồng vệ đông đã giới thiệu với trương dương về lương khang trên đường đi khi trương dương và lương khang xảy ra chuyện không vui hồng vệ đông đứng ở một bên gã nhìn thấy toàn bộ sự việc với gã trương dương không nên đắc tội một vị công tử kinh thành như thế này hồng vệ đông nói lương khang thật sự là đảng thái tử đấy quyền thế rất lớn Trương Dương nói, anh ta là cái gì chẳng liên quan đến tôi, phạm vi công việc của tôi cũng không phải ở Kinh Thành, mấy ngày nữa là tôi về Bình Hải rồi. Trong lòng cảm thấy khó chịu với ba chữ Thái tử Đảng, Kiều Băng Phi chẳng phải cũng thuộc vào hạng Thái tử Đảng đấy sao, gây sự với hắn, chẳng phải cũng thê thảm như vậy. Hồng Vệ Đông nói, tôi vẫn hy vọng anh có thể làm việc ở Kinh Thành, quan hệ của anh ở các mặt rộng như vậy, ở lại Kinh Thành làm việc, nhất định sẽ có tác dụng quan trọng với sự phát triển của ban chú Kinh chúng tôi. Trương Dương cười nói, tôi phát huy tác dụng quan trọng của tôi ở Bình Hải là được rồi, kinh thành nước quá sâu, mà tôi lại không biết bơi, sợ bị chết chìm lắm. Hồng vệ đông cười hà hà, gã nói về câu chuyện công việc, sự việc tham ô của sử học Vinh có phải đã điều tra rõ ràng rồi không? Mặc dù Hồng vệ đông cũng đến từ Bình Hải, nhưng dù sao Trương Dương vẫn phải cảnh giác với gã, dù sao thì sử học Vinh là cán bộ của thành phố Nam Tích, tội trạng tham ô của y Nam Tích muốn giải quyết nội bộ, không muốn gây ra ảnh hưởng quá lớn, thành phố cử Trương Dương đến ban chú kinh xử lý cũng là vì mục đích này. Trương Dương nói, sự việc cụ thể kỷ ủy còn đang điều tra, theo một số tình hình mà tôi biết, thì sự học vinh nhất định có vấn đề. Thành phố sẽ xử lý thôi, không để mang lại ảnh hưởng không tốt đến cho tỉnh. Câu này của Trương Dương rất mềm mại, nhưng ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng. Hồng Vệ Đông cũng hiểu rồi, Trương Dương đang muốn nói với gã, Nam Tích không muốn tỉnh nhúng tay vào việc này, Hồng Vệ Đông cười nói, "Tỉnh đương nhiên không muốn việc này gây ảnh hưởng quá lớn, anh xử lý tốt lắm, ban chú kinh nam tích giờ đây tất cả bình thường trở lại rồi chứ?" Trương Dương gật đầu nói, "Cũng đỡ rồi, mọi người đều đã ổn định lại, hôm nay đa số mọi người đều đã đến xem triển lãm nghệ thuật." Hồng Vệ Đông cười, "Lần này nhân viên làm việc của ban chú kinh Bình Hải đến tham dự quả thật không ít." Hồng Vệ Đông nói, "Trương Dương, nếu gặp phải bất cứ vấn đề gì khi làm việc ở kinh thành cứ nói với tôi." nếu tôi giúp được tôi nhất định sẽ giúp hết mình. Trong câu này ý tứ kết giao đã rất rõ ràng, với thân phận và chức vị của Hồng Vệ Đông, gã cam tâm từ bỏ cái giá của mình để tiếp cận với một cán bộ cấp sở như Trương Dương, nguyên nhân quan trọng hơn là nhìn vào bối cảnh của Trương Dương. Hồng Vệ Đông hôm nay đã thấy Trương Dương ở Kinh Thành quen biết không ít những nhân vật đầu não, với một người trẻ tuổi như thế này, càng phải làm tốt quan hệ. Đám thanh niên cha vi, Giang Quang Á đều vì sự thành công của buổi salon nghệ thuật ngày hôm nay cảm thấy rất hứng khởi, họ tụ tập vào một chỗ nói chuyện vui vẻ với nhau. Cha Tấn Bắc và Khư Phụng Tiên thì lại bận cảm ơn những người đến dự buổi tiệc hôm nay, sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, cha Tấn Bắc còn phải đi từng bàn kính rượu, y thật sự đã tận tâm tận lực với việc của cháu gái, cha Vi mang bức sơn quỷ đó đến tặng y. Cha Tấn Bắc đưa bức tranh cho Khư Phụng Tiên, bảo cô thu lại, Khư Phụng Tiên nói, vì bức tranh này, hình như Trương Dương đã đắc tội Lương Khang rồi. Cha Tấn Bắc cười gian manh, Lương Khang quá kiêu ngạo, phát triển quá thuận lợi, trong mắt chẳng có ai, gặp phải từ chối là chuyện bình thường. Khư Phụng Tiên nói, giấy không bọc được lửa, Lương Khang sớm muộn gì cũng biết bức tranh này trong tay ông. Cha Tấn Bắc nói, tôi sợ cậu ta sao, một đứa trẻ hỉ mũi không sạch mà thôi. Khư Phụng Tiên cười khanh khách nói, anh ta 30 tuổi rồi, mà ông còn hình dung anh ta như vậy cha tấn bắc nói sự trưởng thành của một con người không liên quan gì đến tuổi tác của anh ta khư phụng tiên nói tôi nghe nói trương dương đã đồng ý tặng cơ nhược nhạn một bức tranh chữ cha tấn bắc nói thật không ngờ cơ nhược nhạn lại ở cùng lương khang khư phụng tiên nói nam nữ thanh niên ở cạnh nhau tình nguyện vốn là chuyện rất bình thường cha tấn bắc nói cô có biết không cơ nhược nhạn suýt nữa đã trở thành con dâu nhà triệu vĩnh phú đấy Khư Phụng Tiên không hề hiểu về cơ nhược nhạn, cô nhẹ nhàng nói, người nắm quyền Thái Hồng sao? Cha Tấn Bắc nói, người con trai đã chết của Triệu Vĩnh Phúc Triệu Quốc Lương là vị hôn phu của cơ nhược nhạn. Khư Phụng Tiên nghe đến chuyện này cảm thấy hiếu kỳ, nhưng xem ra thì, cô ấy hình như có quan hệ không tồi với Trương Dương mà. Lời đồn đại bên ngoài nói rằng cái chết của Triệu Quốc Lương có liên quan đến Trương Dương, nếu như cơ nhược nhạn thật sự là vị hôn thê của Triệu Quốc Lương, thì cô ta không có lý do gì lại gần gũi Trương Dương đến vậy. Cha Tấn Bắc mỉm cười nói, việc của giới trẻ tôi không hiểu, chúng ta làm việc buôn bán của chúng ta, đừng quan tâm đến những chuyện của người khác. Trương Dương, Hồng Vệ Đông và trưởng báo vãn báo kinh thành Tiết Khánh Minh vừa vặn ngồi cùng một bàn. Trương Dương nghe nói đến thân phận Tiết Khánh Minh xong, nhắc đến hai phóng viên kinh thành vãn báo đã đến chụp ảnh ở ban chú kinh Nam Tích. Tiết Khánh Minh nghe Trương Dương nói xong, liền cười, gã chủ động cầm cốc rượu lên nói, chủ nhiệm trương, thật đúng là đại thủy dìm miếu Long Vương, không ai quen nhau cả, họ sau khi về đều nói rồi, trước kia không biết đến mối quan hệ này. Chúng tôi là những người làm tin, rất mẫn cảm với những điểm nóng xã hội, có điều anh yên tâm, những thông tin không có lợi với thành phố các anh, tôi sẽ không để cho họ đăng đâu. Mặc dù mới là lần đầu tiếp xúc, nhưng Trương Dương đã nhận thức được, Tiết Khánh Minh rất hiểu sự đời, cha vi ra mặt là một nguyên nhân, nhưng gã nhất định có sự hiểu biết về bối cảnh của hắn, nếu không sẽ không bao giờ bỏ qua dễ dàng tin tức đó được. Cha Vi cầm cốc rượu vang đi đến, thấy Tiết Khánh Minh, cô mỉm cười, trưởng ban Tiết, ngày mai có phải tin về salon nghệ thuật của chúng tôi sẽ lên đầu bảng không? Tiết Khánh Minh cười hà hà nói, tiểu thư cha đừng làm khó tôi, đầu bảng là tin chính trị, tôi không thể nào thay đổi quy định này được, nhưng tôi đã sắp xếp xong rồi, cho cô một vị trí đẹp, sức tuyên truyền nhất định không kém gì đầu bảng. Cha Vi không nể mặt gã, mắt cô trợn lên, này, trưởng ban tiết, ngày hôm đó khi ở nhà tôi ông không nói thế này đâu nhé, chẳng phải ông đã nói cho chúng tôi một tin đầu bảng sao. Tiết Khánh Minh ngay lập tức đỏ mặt, tên này nổi tiếng nói giỏi, ở ngoài được gọi là Tiết Đại Pháo. Gã thật sự đã từng nói phét với cha Vi như vậy, lúc đó thì là thuận miệng thì bốc phét, nhưng thật sự làm được là không thể, mặc dù gã là trưởng ban, nhưng cũng không thể mang tin tức salon nghệ thuật thanh niên đưa lên tin đầu bảng nhưng nhà đầu cha vi lại không bỏ qua may mà lúc này cha tấn bắc đến cha vi quen được tiết khánh minh là vì chú mình tiết khánh minh và cha tấn bắc từ trước giờ quan hệ đều rất tốt cha tấn bắc vừa thấy tiết khánh minh bị cha vi làm khó liền vội vàng đến giải vây y cười nói tiểu vi cháu đừng làm chú tiết khó xử cha vi nói cháu đâu làm chú ấy khó xử hôm đó chú cũng nghe thấy rồi đấy chú ấy nói sẽ cho chúng cháu lên tin đầu bảng mà tiết khánh minh cười hà hà nói tôi tôi không phải là đùa mà trương dương thấy bộ dạng khó xử của tiết khánh minh không nhịn được cười cha tấn bác bảo người mang thêm một chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh tiết khánh minh cười cầm cốc rượu lên nói lão tiết tôi đã nói với anh từ lâu rồi cô cháu gái này của tôi việc gì cũng coi là thật anh nói đùa với nó nó lại tưởng thật đấy cha vi lường chú mình rồi nói chán chú lắm tiết khánh minh cười nói cha tiểu thư thế này đi Tôi bảo họ làm một tuần liền chuyên mục, mỗi ngày đều giúp các cô đưa ra một họa sĩ mới, cô thấy thế nào? Ai cũng nhận ra rằng Tiết Khánh Minh đang nịnh bợ. Cha Vi lười nhác nói, ông tự làm đi. Cha Tấn Bắc cười nói, Trương Dương, cảm ơn nhé. Trương Dương biết rằng y cảm ơn bức tranh đó, cười cầm cốc rượu lên cùng ly với y, một bức tranh không đáng là gì cả. Cha Tất Bắc vì vụ này bỏ ra 500.000, có điều thông qua salon nghệ thuật lần này, Trương Dương đã chứng thực được một điều, Trình độ quốc hỏa của Viên phân kỳ thật sự không thấp, mặc dù phong cách hơi đi trước, nhưng vẫn có nét cổ điển. Hôm nào đó nhất định phải giới thiệu gã với những người này, cũng gọi là giúp đỡ một chút cho gã. Trương Dương lại giúp Hồng Vệ Đông giới thiệu cho cha Tấn Bắc, Hồng Vệ Đông rất giỏi xử lý các mối quan hệ xã giao, một lúc sau đã nói chuyện ngút trời với những người trong bàn tiệc, đặc biệt là với Tiết Khánh Minh như có duyên tiền kiếp vậy, trên bàn rượu đã quyết định tối thứ 7 tuần này mời Tiết Khánh Minh đến nhà hàng Thanh Giang để ăn cơm gã đứng ra mời. Khi ăn đến một nửa, thấy Giang Quang Á và cố dưỡng dưỡng cùng một đám học sinh đi đến, người đến cùng bọn họ còn có cả hứa di của thể dục thẩm mỹ. Khi hứa di đi tham quan, Trương Dương đã đi mất rồi, vì vậy không gặp được, cha tấn Bắc lại bảo người dọn một bàn mới. Trương Dương cũng không muốn uống rượu cùng với mấy người hồng vệ đông, tiết khánh minh, tìm một cái cớ, rồi đi cùng sang chỗ Giang Quang Á, cha vi. Trương Dương nói với hứa di, hứa di, Vừa nãy tôi còn bảo sao cô lại không đến kia Hứa Di cười nói, xin lỗi. Huấn luyện viên của chúng tôi coi chặt lắm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đến được, tôi vốn muốn gọi thêm mấy bạn tôi cùng đi. Nhưng đáng tiếc họ lại không hứng thú với thư hỏa, vì vậy tôi chỉ có thể đến một mình. Giang Quang Á nói, hứa tiểu thư đến được là tốt rồi. Rồi cậu ta chăm chỉ rót cho hứa Di một cốc nước hoa quả. Cha Vi cảm thấy hơi kỳ lại, quay sang nhìn cố dưỡng dưỡng. Cố Dưỡng Dưỡng cách Giang Quang Á rất xa, ngồi ở bên cạnh Trương Dương, trong ấn tượng của Cha Vi, Giang Quang Á luôn theo đuổi Cố Dưỡng Dưỡng, nhưng đáng tiếc là Cố Dưỡng Dưỡng chẳng có chút cảm giác gì với Giang Quang Á, luôn giữ khoảng cách với cậu ta. Giang Quang Á đã mấy lần nói trước mặt Cha Vi, cậu ta sắp bỏ cuộc rồi, chẳng lẽ tiểu tử này lại chuyển tình cảm sang hứa gì sao? Hay là cậu ta cố ý dùng cách này để chọc tức Cố Dưỡng Dưỡng? Cha Vi lại nhìn sang Cố Dưỡng Dưỡng, phát hiện ra ánh mắt cố dưỡng dưỡng rất ít khi nhìn sang giang quang á mà hầu như đều tập trung ở trương dương lời nói tiếng cười đều là vì trương dương cả cha vi thầm cảm thán nếu như giang quang á muốn chọc tức cố dưỡng dưỡng thì chỉ sợ phí không rồi trương dương đương nhiên hiểu được tâm tình của cố dưỡng dưỡng hắn uống một cốc với cố dưỡng dưỡng mỉm cười nói dưỡng dưỡng sao hôm nay không nhìn thấy tác phẩm của em cố dưỡng dưỡng cắn cắn môi rồi nói nhỏ vì vẽ không đẹp nên giang quang á nói dưỡng dưỡng, bức tranh cảnh của cô rất đẹp sao lại phải bỏ xuống chứ? Mặt cố dưỡng dưỡng hơi đỏ, cô nhíu mày nói tôi không hài lòng, Trương Dương cười nói, dưỡng Dương luôn hướng tới sự hoàn mỹ, đúng rồi, cha Vi, tôi cũng không thấy tác phẩm của cô. Cha Vi cười khanh khách nói, tôi vốn định treo lên, nhưng chú tôi lại bỏ ra 50.000 để mua nó rồi. Trương Đại quan tấm tắc khen, thật là lợi hại, một bức tranh đã đáng giá 50.000, cứ như thế này, thì không hết năm nay cô đã trở thành phú ông rồi cha vi nói chú tôi sợ tôi vẽ quá xấu treo ra làm mất mặt nhà họ cha tất cả mọi người đều cười rộ lên gian quang á nói chị cha à chị cũng rất có tài năng ở mặt nghệ thuật đấy chứ cha vi mỉm cười nói cậu thôi đi tôi trình độ thế nào tôi biết tôi cũng giống cậu thôi không thành họa sĩ được đâu gian quang á không ngờ cha vi kéo cả mình vào trước mặt hứa di mặt hơi đỏ trương dương nói làm gì có nhiều nhà nghệ thuật đến thế vẽ tranh viết chữ chỉ là sở thích mà thôi, làm sao dựa vào những thứ này để sống cả đời được. Cô Dưỡng Dưỡng nói, em dự định sẽ sống bằng hội họa cả đời đấy. Cha Vi nói, Dưỡng Dưỡng là người có năng khiếu nhất trong số chúng tôi. Đúng rồi, xa sao, sao 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 nghệ thuật này còn phải kéo dài một tuần nữa. Cô mau lấy tác phẩm ra đi, tôi còn hy vọng tác phẩm đó của cô bán được cái giá cao đấy. Sau khi ăn xong cơm, đám Cha Vi trở lại nhà nghệ thuật. Trương Dương thì về ban chú Kinh Nam Tích, khi chia tay ở cửa. Cô Dưỡng Dưỡng đưa cho hắn một bức tranh, anh rể, tặng anh. Trương Dương cầm lấy bức tranh, cười nói cảm ơn, Dưỡng Dưỡng à, anh vẫn hy vọng tác phẩm của em xuất hiện trên salon này, dù sao thì đây cũng là một cơ hội để quảng cáo hiếm có. Cô Dưỡng Dưỡng điềm đạm nói, ngày mai em và mấy bạn nữa phải đi khu núi để vẽ cảnh, có thể phải đi một tuần. Trương Dương nói, chú ý chăm sóc bản thân đấy, gần đây nhiều người bị cảm lắm. Cô Dưỡng Dưỡng nói nhỏ, em biết rồi, anh rể anh cũng phải chú ý sức khỏe về đến ban chú kinh trương dương mở bức họa ra xem thì thấy bên trên cảnh có một đôi nam nữ ngồi dựa vào nhau ngồi trên dòng sông nhìn mặt trời mọc ánh mặt trời chiếu trên người hai người trương dương liền nhận ra ngay đó là hắn và cố dai đồng nhìn bức tranh này trương dương đột nhiên cảm thấy nghẹn giọng nước mắt túa ra hắn vội vàng nhắm mắt một lúc lâu sau mới có thể khống chế được cảm xúc nội tâm hắn đột nhiên hiểu tại sao cố dưỡng dưỡng lấy bức tranh này xuống là vì cô sợ Trương Dương khóc trước mặt người khác. Trương Dương cẩn thận thu bức tranh lại, hắn không thể bình tĩnh được, dưỡng dưỡng trước đến giờ đều là một cô gái thuần thiết lương thiện, tình cảm của cô và chị gái rất sâu đậm, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, cô không thể ngừng thích Trương Dương. Trương Dương đã chữa hai chân cho cô ấy, cho cô ấy một cuộc đời đầy hy vọng, tình cảm cô dành cho Trương Dương thật không phải là điều bất ngờ. Trương Dương có thể thông cảm được sự mâu thuẫn trong lòng cố dưỡng dưỡng lúc này, lý trí của hắn nói với hắn rằng, không thể để cố dưỡng dưỡng tiếp tục như vậy, hắn cần phải giữ khoảng cách giữa hai người. Sau khi Lý Phụng Hà đã đi khỏi, nội bộ ban chú kinh Nam Thích cũng đã yên lặng như phiêu, bí thư thị ủy Lý Trường Vũ gọi điện thoại đến biểu dương khả năng xử lý sự việc sử học vinh của Trương Dương. Trương Dương chẳng mấy hứng thú với lời khen của Lý Trường Vũ, Lý Trường Vũ rất hiểu hắn, hắn cũng rất hiểu Lý Trường Vũ, dù sao thì hai người làm việc cùng nhau đã không phải là một hai ngày nữa rồi, vì lời của Hồng Vệ Đông, Trương Dương ý thức được rằng mình có khả năng bị vất lại ban chú kinh, hắn không hề muốn gặp phải kết cục như vậy. Dù sao thì sự việc của trung tâm thể dục thể thao Nam Tích vẫn chưa có gì khởi sắc, sắp sửa khai mạc Thế vận hội tỉnh rồi, chỉ cần hắn làm tốt Thế vận hội tỉnh và hội kinh tế thương mại mùa thu, những thành tích giành được nhất định sẽ làm mọi người khâm phục, hắn chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao mới chính trị trong thành phố Nam Tích. Có thành tích như vậy làm cơ sở, bước được một bước lớn là điều rất có khả năng. Vì vậy Trương Dương nhất định phải nói trước, bí thư lý, sự việc của ban chú kinh tôi đã làm xong rồi. Bao giờ thì các ông cho chủ đến đây? Lý Trường vũ cười, từ lời này của Trương Dương, y ngay lập tức hiểu ý của tên này, Trương Dương, có phải cậu sợ chúng tôi vất cậu lại ban chú kinh không? Trương Dương cười không nói gì. Lý Trường vũ cho hắn ăn một viên thuốc an thần, Trương Dương cậu yên tâm đi, thế vận hội và hội kinh tế thương mại mùa thu còn đang hy vọng ở cậu kia tôi không để lãng phí cậu ở ban chú kinh đâu. Tôi đã nói rồi, cậu đến ban chú kinh chỉ để giúp đỡ bình ổn thế cục mà thôi. Mấy ngày nữa, chỉ cần thành phố điều tra rõ ràng sự việc của sự học vinh, ngay lập tức sẽ có người mới đến ban chú kinh. Trương Dương nói, chẳng phải đã điều tra rõ ràng cả rồi hay sao? Lý Trường Vũ nói, đang điều tra, gần đây tỉnh lại mở cuộc họp thường đảng, vì vậy thời gian bị kéo ra mất vài ngày. Nói đến đây y đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, đúng rồi, trước đại hội đảng, cậu ở lại kinh thành đi, đợi sau khi mở xong rồi cậu hắng về. Trương Dương cũng chẳng có ý kiến gì, dù sao thì Lý Trường Vũ đã nói chắc nịch với hắn, xong đại hội đảng là hắn có thể quay về. Trương Dương nói, bên ngô minh vẫn còn đang dở vờ bệnh trong bệnh viện kia. Lý Trường Vũ cười nói, không phải là giả vờ bệnh, mà ông ấy quả thật là có bệnh, có ai chán việc đến độ chạy vào bệnh viện làm phẫu thuật chứ? Trương Dương nói, dù sao thì loại này cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, thấy Lý Phụng Hà không dễ đối phó, liền phủi mông chạy mấy, vất lại ban chú kinh cho tôi. Lý Trường Vũ nói, với cậu đây cũng là một cơ hội tốt mà, thật ra ban chú kinh mấy năm nay đã bị sử học vinh làm khổ không ít, bên kỷ ủy đã có chút tư liệu, nhưng vẫn còn rất nhiều việc chưa làm rõ được, mấy ngày này cậu ở Kinh Thành có thể giúp đỡ tìm hiểu chút tình hình, xem xem có thể giúp lấy lại một vài tổn thất không. Trương Dương nói: "Bí thư Lý, ông đừng cho tôi nhiều nhiệm vụ như vậy, giờ đây tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, công việc của kỷ ủy tôi không làm đâu." Lý Trường Vũ cười ha ha nói: "Đúng rồi, bên Ngô Minh cậu đi thăm chút đi, giúp tôi mua một giỏ hoa, gọi là thể hiện một chút." Trương Dương nói: "Tôi đã đi qua đó một lần rồi." Lý Trường Vũ nói: "Đều là đồng chí của mình cả, ông ấy nằm một mình trong bệnh viện, cũng cần sự quan tâm của những đồng chí khác như chúng ta." giờ đây cậu đang đại diện cho ban chú kinh nam tích đi thăm ông ấy cũng là điều nên làm thôi trương dương nói được rồi được rồi được rồi tôi đi thăm ông ấy nếu như không cẩn thận làm ông ấy tức đến độ bệnh tình nặng hơn thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy lý trường vũ nói nếu tức phát bệnh thì để cho ông ấy nghỉ thêm mấy ngày từ lời của lý trường vũ có thể nhận ra lý trường vũ cũng chẳng ưa gì ngô minh Trương Dương buổi chiều hôm đó đã gọi hai vị phó chủ nhiệm ban chú kinh là Hải Lâm và Vương Nghị cùng đến thăm Ngô Minh. Ngày thứ hai sau phẫu thuật, Ngô Minh đang đúng lúc khó chịu, người phụ trách chăm sóc y là thư ký của y, còn một vị nữa là người chị làm việc ở kinh thành của y Ngô Mỹ Lan, vốn miêu tuệ như cũng giúp đỡ chăm sóc ở đây, nhưng đã bị Trương Dương đẩy về Nam Tích rồi. Khi mấy người Trương Dương đến thăm, Ngô Minh đang nằm trên giường nói chuyện với chị mình. Thấy mấy người Trương Dương bước vào, ngô minh cười nói đến rồi à âm thanh hơi yếu ớt đây không phải là cố tình tỏ ra vậy mặc dù mổ ruột thừa không phải là phẫu thuật gì lớn nhưng cũng thương nguyên khí trương dương nhìn sang vương nghị vương nghị đặt hai con ba ba xuống đất đây là chủ nhiệm trương bảo chúng tôi mua giúp bí thư ngô bồi bổ nguyên khí ngô minh thấy họ mang hai con ba ba cho mình mặc dù quả thật đây là thứ tốt nhưng dụng tâm của tên trương dương này cần phải đề phòng tiểu tử này chẳng có tấm lòng tốt gì với y mặc dù trong lòng vẫn suy nghĩ nhưng ngoài miệng thì vẫn nói cảm ơn trương dương cười nói đừng cảm ơn tôi đây là ý của mấy vị lãnh đạo họ bảo tôi nhất định phải mang tấm lòng của họ đến hắn dùng chân đá đá hai con ba ba hai con ba ba vội vàng thụt đầu vào trương dương nói khó khăn lắm mới mua được đấy vẫn còn đang sống ở ngoài mà có động tĩnh một chút là đã thụt đầu vào rồi ngô minh nghe câu này thật là khó chịu tên này rõ ràng đang dùng hai con ba ba này để nói mình chương 685, mẹ kiếp. Vu Hải Lâm và Vương Nghị cũng nhận ra, chắc chắn vị này cố tình mua ba ba đến để nói xấu ngô minh, hai người này lại hồ đồ thành đồng phạm, lần này chỉ sợ đã đắc tội vị phó bí thư này rồi. Ngô Minh nói, bình thường tôi rất ít khi ăn thứ này. Trương Dương nói, ăn một chút đi, đây là động vật hoang dã, bổ lắm đấy, rất thích hợp với ông. Ngô Minh suýt nữa thì tức nổ phổi, tên này thật chẳng ra gì cả, ông mày đã ở trong bệnh viện rồi, mà mẹ kiếp mày còn đến để nói kháy. Trương Dương chẳng thèm để ý đến cảm xúc của, cười nói, "Phó bí thư Ngô, làm xong phẫu thuật cảm giác thế nào?" Ngô Minh đáp, "Còn thế nào được nữa, ruột thừa, phẫu thuật nhỏ, mấy ngày nữa là tôi có thể ra viện được rồi." Trương Dương gật đầu nói, "Ông yên tâm mà dưỡng bệnh, đừng vội." Ngô Minh trong lòng thầm nói, cuối cùng hắn cũng đã nói được một câu tử tế, y cố ý thở dài nói, "Không yên tâm mà Thành phố Bảo Tôi đến đây để xử lý việc của ban chú kinh, nhưng tôi đến đây lại chẳng giúp gì được cả, mà còn làm phiền nhiều cho các cậu thế này, thật là hổ thẹn quá." Vu Hải Lâm vội vàng nói, "Bí thư Ngô, ai mà chẳng có lúc ốm chứ, nhiệm vụ của ban chú kinh chúng tôi vốn là làm lợi cho những đồng chí Nam Tích chúng ta, biến ban chú kinh thành quê hương thứ hai của chúng ta." Ngô Minh gật đầu nói, "Đồng chí Hải Lâm nói thật là hay, đúng rồi, việc của Sử Học Vinh xử lý thế nào rồi?" Trương Dương cố tình tỏ ra thần bí, Vu Hải Lâm và Vương Nghị đều rất tinh ý, hai người mượn cớ hút thuốc rời khỏi phòng bệnh, Ngô Minh Lan cũng đi lấy nước nóng cho em trai, trong phòng chỉ còn lại hai người Trương Dương và Ngô Minh. Ngô Minh nói: "Tiểu Trương, cậu nói xem, tình hình rốt cuộc thế nào rồi?" Trương Dương nói: "Còn thế nào được nữa, là tham ô thôi, vợ ông ta đã làm náo loạn một hồi, tôi khó khăn lắm mới thuyết phục được bà ấy, giờ đây ban chú kinh chúng tôi đã phái xe đưa bà ấy cùng hài cốt về Nam Tích rồi." Miêu Tuệ Như cũng đi cùng. Ngô Minh gật đầu nói, nhiều thêm một đồng chí đi cùng bà ấy cũng tốt. Trương Dương nói, Miêu Tuệ Như có khả năng cũng có vấn đề. Ngô Minh hơi ngứa người, trước kia Miêu Tuệ Như chăm sóc y rất chu đáo, ấn tượng của y với Miêu Tuệ Như khá tốt, vì vậy câu này của Trương Dương làm y hơi bất ngờ tiểu Miêu cũng có vấn đề ư. Trương Dương nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, theo tình hình tôi nắm được trước mắt, quan hệ của sử học vinh khi còn sống với miêu tuệ như rất bất thường, Ngô Minh nói, tôi vừa đến Nam Thích, không rõ về những tình hình này. Trương Dương nói, tôi thấy cô ấy quá cần cù với ông, cảm giác việc này có gì đó không ổn. Hai người đều là người chưa có gia đình, nhộ nhỡ cô ta dùng thủ đoạn gì làm xấu phó bí thư Ngô, thì chẳng phải càng phiền phức hơn hay sao? Ngô Minh nghe hắn nói vậy, vừa tức vừa buồn cười, y lắc đầu nói, tiểu trương, cậu quá coi thường ý chí cách mạng của tôi rồi. Trương Dương nói, ý chí cách mạng và quan hệ nam nữ là hai việc khác nhau mà có ai quy định người làm cách mạng nhất định phải độc thân đâu mấy người làm cách mạng ai mà chẳng có thiên tình sử dài rằng giặc chứ mặc dù trên người họ đều là những tình yêu trung trinh nhưng nếu xảy ra trên người người khác có khi đã thành chuyện phong lưu rồi thật ra nói trắng ra chính là chuyện ấy giữa nam và nữ phó bí thư ngô ông nói có phải không ngô minh hơi xấu hổ không giống nhau mà chúng ta có nguyên tắc đảng chứ trương dương thầm nói mẹ kiếp ông có cái quái gì mà nguyên tắc đảng Chuyện của ông và Trương Lập Lan tôi biết thừa, Trương Dương cười nói, theo ý của ông, một đôi nam nữ cách mạng và một đôi nam nữ bình thường, lên giường rồi vẫn có sự khác biệt về bản chất, sự việc giữa nam nữ cách mạng là vì thúc đẩy tình cảm đồng chí, nếu như có kết quả thì là để bồi dưỡng người kế thừa cách mạng. Còn nam nữ bình thường thì sinh con cái chỉ để duy trì nòi giống. Ngô Minh cười, "Tiểu Trương à, đầu óc của cậu thật sự suy nghĩ không giống người khác." Trương Dương cười hì hì nói, "Giống nhau cả thôi." giác ngộ cách mạng của ông cao hơn tôi, tôi tin điều đó, nhưng khi gặp phải gái đẹp, ông nhất định nhìn không ít hơn tôi. Ngô Minh thầm nói mẹ kiếp, đừng nghĩ tôi giống cậu, đây chẳng phải là kéo thấp trình độ tôi rồi sao? Lúc này một người y tá xinh xắn bước vào, cô ấy đến để đo huyết áp cho Ngô Minh, Trương Dương cười với cô y tá, cô y tá đó cũng cười với hắn. Trương Dương nói, lãnh đạo chúng tôi khen cô xinh đấy, thật là, còn xinh hơn trong tưởng tượng của tôi. Cô y tá đó đỏ bừng mặt, cắn cắn môi, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ thích thú. Trương Dương lại nói, "Cảm ơn cô chăm sóc lãnh đạo của chúng tôi, có cô chăm sóc cho ông ấy, hồi phục sau mổ chắc chắn sẽ rất nhanh, nhìn thấy cô đã thấy vui rồi, ngay cả người thường như tôi mà còn thích vào viện nữa là." Cô y tá cười nói, "Anh thật là biết ăn nói." Ngô Minh dở khóc dở cười nhìn tên này, không thể không thừa nhận, tên này rất biết cách dỗ con gái, những lời lằng nhằng này nếu như là y thì y không bao giờ nói ra khỏi miệng được. Y mở miệng đuổi khách, tiểu trương, cậu về đi, đừng làm lỡ mất công việc. Nếu không đuổi hắn đi, thì không biết tên này còn nói những câu khốn kiếp gì nữa. Trương Dương cười hì hì gật đầu, cùng ra khỏi cửa với cô y tá. Cô y tá nói, ông ấy là lãnh đạo của các anh à, Trương Dương nói, đúng thế, mà còn chưa kết hôn đấy. Cô y tá cười nói, kết hôn hay chưa không liên quan gì đến tôi mà. Trương Dương nhìn xung quanh một cách rất thần bí, rồi thấp giọng nói: "Gì ấy nhỉ? Cô biết đấy, vị lãnh đạo này của tôi ấy à, cuộc phẫu thuật này làm cũng được mà không làm cũng xong, vốn dĩ nên ở phòng bệnh cao cấp kia, nhưng ông ấy lại cứ thích ở lại đây, hơn nữa chỉ định cô chăm sóc." "Gì ấy nhỉ, cô hiểu mà." Cô y tá đỏ mặt, mím môi, cuối cùng nói một câu: "Sao lãnh đạo của anh lại không đường hoàng vậy chứ, bao nhiêu tuổi rồi?" Trương Dương giơ ngón tay ra xùy một tiếng, cô nói bé thôi đừng để lãnh đạo tôi nghe thấy, nếu không về sau nhất định ông ấy sẽ làm khó tôi. Nếu nói đúng ra, thì Ngô Minh sau khi đến Nam Tích chưa hề chủ động đắc tội với Trương Dương, nhưng Trương Dương không thích tên này, vì vậy cứ hành hạ y trong lòng cảm thấy rất thoải mái. A còng a còng a còng. Trương Dương vốn tưởng rằng sau khi sự việc của Sử Học Vinh kết thúc có thể ngừng nghỉ mấy ngày, không ngờ những việc phiền toái lại tìm đến ban chú kinh Nam Tích. Buổi sáng sớm ngày hôm sau. Vương Nghị và Vu Hải Lâm đã cùng đến tìm hắn, hai người này làm lâu cái chức phó chủ nhiệm rồi, dù việc lớn việc nhỏ cũng không tự quyết định được, hơn nữa, sự việc tham ô của Sử Học Vinh làm cho hai người họ cảm thấy sợ hãi bất an, giờ đây việc gì cũng đến báo cáo với Trương Dương, Trương Dương bị hai người họ làm cho chán nản, đang chuẩn bị rời đi đến cố cư của Thiên Chỉ Tiên Sinh mấy ngày để yên ổn. Trương Dương trao mày nói, "Này các anh mới sáng sớm đã có việc gì vậy?" hắn nghĩ rằng nhất định hai người này chẳng có việc gì lớn cả. Nhưng lần này thật sự đã xảy ra chuyện lớn rồi, Vu Hải Lâm mặt đau khổ nói, chủ nhiệm trương, công ty thương mại Kinh Bắc muốn thu hồi trước thời hạn nhà của chúng ta, bảo chúng ta trong ba ngày phải chuyển đi. Trương Dương vừa nghe đã ngớ người, sao lại thế? Nói rõ cho tôi nào. Vu Hải Lâm nói, chỗ bàn chú kinh chúng ta ở bây giờ là thuê của công ty Kinh Bắc, đến giờ đã thuê 5 năm rồi, trước đến giờ hợp tác cũng vui vẻ lắm, Tiền thuê nhà của chúng ta đều thanh toán theo năm, tiền năm ngoái đã trả xong rồi, đột nhiên họ thông báo cho chúng tôi phải ngừng hợp đồng, hơn nữa bảo chúng tôi trong 3 ngày phải chuyển đi. Trương Dương nói, dựa vào đâu chứ? Chẳng phải có hợp đồng sao? Vương Nghị nói, có hợp đồng, có hợp đồng thì còn sợ gì? Vu Hải Lâm nói, trong hợp đồng viết là nếu như họ ngưng hợp đồng thì phải đền bù cho chúng ta gấp đôi tiền thuê nhà. Trương Dương nói, bao nhiêu? Phu Hải Lâm nói, mỗi năm 120.000, hai lần cũng chỉ có 240.000. Bỏ đi 3 tháng đã qua, họ chỉ cần bồi thường 9 tháng, cũng chỉ có 180.000 thôi. Trương Dương nói, 180.000 cũng không ít mà. Phu Hải Lâm nói, nhưng chúng ta năm ngoái sửa chữa hết những hơn 1 triệu mà, họ thà mất tiền đền bù cho chúng ta cũng ngừng hợp đồng. Trương Dương nói, họ nói ngừng là ngừng à, ban chú kinh chúng ta lớn thế này, Họ bảo chúng ta đi là chúng ta phải đi à. Đây chẳng phải rõ ràng là ức hiếp người khác sao? Đi, đến tìm họ nói cho ra ngô ra khoai." Trương Dương đứng dậy, Vu Hải Lâm và Vương Nghị cũng cùng hắn bước ra ngoài, ra khỏi cửa, Trương Dương nói, "Phó chủ tịch Vu, anh ở lại ban chú kinh đi, việc công ty Kinh Bắc muốn ngừng hợp đồng với chúng ta tạm thời đừng nói với bất kỳ ai, đỡ tạo thành hoảng loạn." Vu Hải Lâm gật đầu. Trương Dương nói với Vương Nghị, "Chúng ta đi xem thế nào." hai người bước lên chiếc xe ben của ban chú kinh quy cách điều xe của ban chú kinh nam thích cũng khá cao trương dương ngồi vào trong chiếc xe ben đột nhiên nghĩ đến tiếng xe pika của mình quốc an đã nói rõ sẽ thu hồi chiếc xe đó của hắn rồi mặc dù chiếc xe đó là của hắn nhưng những đồ thật sự có giá trị trong xe đều là của quốc an cả người ta muốn lấy về cũng là điều dễ hiểu trương dương nói xe ben được lắm vương nghị hiểu thành ý khác vội vàng nói chủ nhiệm trương Chiếc xe Ben này là của sử Học Vinh Bảo mua, lúc đó chúng tôi đều rất phản đối, cho rằng ban chú kinh không cần phải mua những loại xe cao cấp thế này, nhưng ông ấy cứ kiên trì muốn mua, nói rằng mua xe là để triển khai công tác tốt hơn, muốn đại diện cho hình tượng nam tích của chúng ta. Trương Dương cười nói, tôi không có ý gì đâu, chiếc xe này quả thật rất được. Vương nhị ngớ người nhìn Trương Dương, cảm thấy rằng hắn nói vậy có ý gì đó. Trương Dương mặc dù chưa đến ban chú kinh nam tích được lâu, nhưng ấn tượng của gã với hắn lại rất cao. A còng a còng a còng. Công ty Kinh Bắc là một công ty thương mại nổi tiếng ở kinh thành, giờ đây tòa nhà làm việc ban chú Kinh Nam Tích sử dụng là của họ. Trước kia Vương Nghị đã đến công ty Kinh Bắc mấy lần, vì vậy khá quen thuộc với nơi đây. Thật ra Sử Học Vinh có một điểm nói không sai, rất nhiều lúc, chiếc xe đại diện cho hình tượng và địa vị, xe ben dừng trước mặt công ty Nam Tích không bị hỏi nhiều mà đã thuận lợi đi vào, nhưng nhìn chiếc xe mông lớn Sarat ở đằng sau họ, vừa phải hỏi bằng lái vừa phải hỏi đăng ký còn bị hỏi như tôi phạm ở đó nữa trương dương cùng vương nghị bước vào phòng hành chính của công ty kinh bắc việc thuê mua đất của công ty kinh bắc luôn do phòng hành chính đảm nhận trưởng phòng hành chính nghiêm khai kim vừa đúng lúc ở trong phòng làm việc đang ngồi sưởi nắng hai tay đan vào nhau đặt trên người dường như đang ngủ gật vương nghị sau khi bước vào phòng ho một tiếng nghiêm khai kim mở hai mắt thấy vương nghị gã cười nói chủ nhiệm vương anh đến rồi vương nghị nói trưởng phòng nghiêm rốt cuộc thế là thế nào sao đột nhiên lại ngừng hợp đồng chúng ta luôn hợp tác rất vui vẻ mà nghiêm khai kim cười hì hì nói ngồi đi trương dương và vương nghị cùng ngồi lên ghế sofa nghiêm khai kim nói là thế này hội nghị cấp cao công ty chúng tôi đã quyết định phải lấy tòa nhà đó dùng vào việc khác đây là vì sự phát triển của công ty vương nghị nói nhưng trước đó chúng ta đã có hợp đồng rồi mà Nghiêm Khai Kim nói, trên hợp đồng đã viết rất rõ ràng, nếu như cần thiết cho sự phát triển của công ty, chúng tôi có thể thu hồi tòa nhà đó. Vương Nghị nói, có phải vẫn thương lượng được một chút không? Trưởng phòng Nghiêm, chúng ta đều là bạn cũ cả, anh nói thật với tôi, có phải công ty không hài lòng với tiền không? Vương Nghị nghĩ rằng công ty Kinh Bắc làm như vậy là để lợi dụng điều này tăng giá. Nghiêm Khai Kim nói, chủ nhiệm Vương, ý của cấp trên rất cương quyết, chỉ cho các anh ban ngày, nếu như các anh không chuyển đi thì đến lúc đó sẽ dùng biện pháp cưỡng chế. Mọi người luôn hợp tác tốt với nhau, đừng để vì chuyện này mà làm mất hòa khí. Trương Dương nói, anh nói thật là nhẹ nhàng, giờ đây người chịu tổn thất slap chúng tôi kìa, ba ngày, một thời gian ngắn như vậy, bảo chúng tôi chuyển đến đâu được bây giờ. Nghiêm Khai Kim vẫn cười nói, đó là việc của các anh rồi, thật ra công ty Kinh Bắc có rất nhiều tòa nhà làm việc, chỉ cần các anh bỏ tiền ra là chẳng phải có chỗ thích hợp rồi sao. Trương Dương nói, trưởng phòng nghiêm, anh đã xem về hợp đồng chưa, nếu như các anh chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, thì phải bồi thường gấp hai lần tiền thuê nhà đấy. Nghiêm khai kim nghe đến hai từ bồi thường, nụ cười trên mặt ngay lập tức liền mất hẳn, bồi thường thì bồi thường, các anh đã nói đến mức này, thì được, giờ đây tôi chính thức thông báo cho các anh, giờ này ngày kia bắt buộc phải rời khỏi tòa nhà của chúng tôi, tiền bồi thường chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi, các anh đến lấy ở phòng tài vụ. Vương Nghị không ngờ thái độ của Nghiêm Khai Kim đột nhiên lại ngạo ngược vậy, gã vẫn cười nói: "Trưởng phòng Nghiêm, đừng tức giận, việc gì mà chẳng thương lượng được, dù là bảo chúng tôi chuyển đi cũng phải để cho chúng tôi ít thời gian chứ?" Nghiêm Khai Kim lắc đầu nói: "Không còn gì phải thương lượng nữa, ngày kia chúng tôi cho người đến thu lại nhà." Trương Dương tức giận nói: "Anh nói thu là thu được à? Trên hợp đồng đã viết giấy trắng mực đen coi là gì hả? Chúng tôi ngừng hợp đồng chúng tôi bồi thường theo hợp đồng chẳng phải được rồi sao? Được rồi, mọi người đều rất bận, không cần phải lằng nhằng thêm về vấn đề này nữa. Nghiêm khai kim ra lệnh đuổi khách, mặc dù gã chỉ là một trưởng ban của một công ty tư nhân, nhưng trong mắt gã chẳng coi những cán bộ cấp sở của ban chú kinh này là gì cả. Với gã, đám quan viên này ở địa phương có thể là nhân vật số một, nhưng đến kinh thành thì cũng chỉ là người thường thôi, chẳng hơn gì người bình thường cả. Trương Dương nói, anh làm vậy rõ ràng là chẳng nói đạo lý gì hết, hợp đồng đã ký rồi, người làm ăn quan trọng nhất là phải giữ chữ tín, hủy ước thì thôi, nhưng thời gian còn chẳng để cho chúng tôi chút nào nữa. Nghiêm Khai Kim nói, hủy ước thì đã làm sao? Nhà là của chúng tôi, chúng tôi thu hồi đồ của chúng tôi lại không được sao? Thời gian quá độ đã cho các anh ba ngày rồi, còn không đủ à? Theo ý của lãnh đạo chúng tôi, thì hôm nay các anh đã phải đi rồi đấy, việc này đừng có mà gào lên với tôi, mau cầm tiền rồi đi đi. Trương Dương cười lạnh lùng nói, được đấy, mẹ kiếp, anh thật là quá quát. Nhiêm Khai Kim nói, anh đang nói ai đấy? Trương Dương nói, nói anh đấy, mẹ kiếp, thật là quá đáng. Vương Nghị thấy tình hình bất ổn, vội vàng khuyên Trương Dương, chủ nhiệm Trương, chúng ta không cần phải ở đây tốn lời đâu, về rồi hắng hay. Nhiêm Khai Kim tức giận đùng đùng chỉ vào mũi Trương Dương nói, mẹ kiếp, anh nói lại lần nữa tôi nghe xem. Trương Dương đẩy Vương Nghị sang một bên, bước một bước lên rồi nói: "Mẹ kiếp, anh nghe rõ cho tôi, tôi nói anh đấy." Nghiêm Khai Kim tức giận nói: "Tao đánh chết mày." Mặc dù khẩu hiệu của Nghiêm Khai Kim rõ to, nhưng ra tay thì rõ ràng đã chậm một chút, Trương Đại Quan mặc dù động thủ sau gã, nhưng vẫn đến trước, bốp. Một tiếng, một cái bàn tay đã đập vào gương mặt tròn vo của Nghiêm Khai Kim, đánh vào mặt người khác là sở trường của Trương Đại Quan, cái tát này làm cho Nghiêm Khai Kim quay mòng mòng một vòng. Sau đó ngồi thụp xuống dưới ghế. Gã ôm lấy mặt ngớ người ra, ngớ ra cũng là điều rất bình thường thôi, người khác dám chạy đến phòng làm việc của gã gây sự, lại còn đánh gã trên địa bàn của gã. Nghiêm Khai Kim rất nhanh đã phản ứng lại, đứng dậy như điên, xông về phía Trương Dương, Trương Dương không hề để cho gã có cơ hội tiến lại gần, đá một đá lên bụng của Nghiêm Khai Kim. Nghiêm Khai Kim đau đến độ hự một tiếng, rồi ngồi xuống đất không hồi phục lại được. Trương Dương chỉ vào mặt gã rồi chửi, mẹ kiếp, mày chỉ là một trưởng phòng của doanh nghiệp tư nhân, mà lại dám bày trò uy phong trước mặt ta, mẹ kiếp, thể loại gì chứ? Nghiêm khai kim ôm lấy bụng kêu cứu mạng. Vương Nghị sợ rồi, kéo Trương Dương đi ra ngoài, Trương Dương nói, bên hủy hợp đồng là bên các người, bảo ông chủ các người cầm tiền đến cho chúng tôi, xin lỗi trước mặt chúng tôi, làm chúng tôi vui, có khi chúng tôi sẽ suy nghĩ đến việc chuyển nhà lúc này bảo vệ nghe thấy tiếng ầm ầm đã chạy tới hai người trương dương nhìn xung quanh rồi trừng mắt mẹ kiếp cút hết đi cho ta ai dám chặn đường ta đập chết hai người bảo vệ ngay lập tức sợ hãi miệng nói báo cảnh sát nhưng không ai dám đứng ra ngăn trương dương lại trương dương và vương nghị lên xe ben trương đại quan hạ cửa xe xuống nhổ một bãi nước bọt rồi nói bảo ông chủ các người đến gặp tôi xin lỗi tôi cho ông ta một tiếng đồng hồ Mặc dù Vương Nghị cảm thấy hành vi của Trương Dương thật là quá quát, nhưng làm như vậy quả thật rất sảng khoái. Vừa nãy thái độ của nghiêm khai kim quả thật quá hống hách, chẳng thèm coi mấy người cán bộ ban chú kinh này ra gì nữa. Có điều Vương Nghị hiểu một điều, nhà là của người ta. Giờ đây người ta muốn ngừng hợp đồng, lại còn bồi thường theo hợp đồng nữa, về đạo lý thì họ có lý hơn, mặc dù Trương Dương bạo ngược, nhưng không thể nào cứ không trả nhà cho người ta được. Vương Nghị thầm quan sát thái độ của Trương Dương, phát hiện rằng hắn không hề tức giận như mình tưởng tượng mà lại rất bình thản điềm tĩnh mới yên tâm nói nhỏ chủ nhiệm trương chúng ta có phải chuyển không trương dương hỏi lại sao phải chuyển vương nghị nói nhưng nhà là của người ta mà trương dương nói anh có cảm thấy việc này có gì đó rất kỳ lạ không đột nhiên họ bảo ngừng hợp đồng hơn nữa lại ép người như vậy bồi thường cho chúng ta không tiếc gì cho chúng ta thời gian chuyển nhà ngắn vậy rõ ràng cố tình làm khó chúng ta vương nghị nói tôi cũng cảm thấy kỳ lạ Trước kia đều hợp tác rất bình thường, thời gian trước đó khi tôi đưa tiền qua, họ còn nói chúng ta cứ yên tâm, mấy năm gần đây sẽ không có thay đổi gì hết, sao nói cái là thay đổi được ngay rồi? Hơn nữa, sự học Vinh vừa chết xong, ngoài ban chú kinh của chúng ta, còn ai đồng ý thuê căn nhà này chứ? Trương Dương nói, sự việc này có hai khả năng, một là có người ra giá cao hơn, hai là Kinh Bắc cố tình làm khó chúng ta. Vương Nghị nói, chủ nhiệm Trương, anh nói xem giờ nên làm thế nào? Trương Dương vốn không muốn quản việc của ban chú kinh, nhưng thành phố đã tạm giao cho hắn quản lý, mặc dù chỉ là thời kỳ quá độ, nhưng nếu như thời gian này xảy ra vấn đề gì, thì hắn cũng thật là mất mặt. Trương Dương nói, muốn để chúng ta chuyển đi cũng được thôi, nhưng nhất định phải bảo họ bồi thường lại tiền sửa chữa năm ngoái cho chúng ta, còn nữa, thời gian 3 ngày để chuyển đi là không đủ, bảo họ cho chúng ta thời gian một tháng. Phương Nghị cười đau khổ nói, tôi thấy việc này rất khó. Trương Dương nói, anh đi chuẩn bị chút đi, tìm một luật sư, tôi muốn khởi tố vụ này. Vương Nghị nói, khởi tố sao? Thế có được không? Sao lại không được? Cùng lắm là cứ kéo ra, ban chú kinh chúng ta đâu sợ kéo dài thời gian chứ. Công ty kinh bắc đấy của họ có cần danh dự nữa không? Tôi muốn làm lớn việc này lên, để họ không còn chui mặt vào đâu được. Vương Nghị sao thấy tên này hình như rất hưng phấn, gã đột nhiên ý thực được Trương Dương thuộc vào dạng tự gây ra chuyện, gây chuyện là thế mạnh của hắn, Hắn đã coi việc gây chuyện là một loại thú vui, nếu thật sự là như vậy thì lần này có chuyện để làm lớn rồi. Trương đại quan cũng không phải là chỉ muốn gây chuyện, hắn cũng suy nghĩ rất chu đáo cho việc này, sau khi về, triệu tập tất cả các đồng chí ban chú kinh mở một cuộc họp, nói một cách đơn giản tình hình cho họ, những nhân viên làm việc của ban chú kinh phần lớn đều không muốn đi, dù sao thì đã ở đây làm việc và sinh sống nhiều năm như vậy, đã quen với tình hình của bên này rồi nếu như đổi sang một địa điểm mới thì chẳng ai chịu cả, có điều cũng có một bộ phận nhỏ đồng ý chuyển đi, họ cảm thấy rằng sự học vinh chết ở đây. Không tốt, đổi một chỗ khác cũng được. Sau khi Trương Dương triệu tập ý kiến của mọi người, lại triệu tập hai vị phó chủ nhiệm đến mở một cuộc họp lần nữa. Vu Hải Lâm và Vương Nghị đều không muốn đi, năm ngoái ban chú kinh vừa xây sửa lại, đã bỏ ra đến hơn một triệu, dù là công ty kinh Bắc có bồi thường cho họ hai lần tiền thuê nhà, thì vẫn không thể bù lại tổn thất này được, nhưng họ đều cho rằng lần này không thể nào thắng được người ta, người ta là người cầm chuôi, đã nói chấm dứt hợp đồng, mà nhà lại là của người ta, phải đi là việc nhất định xảy ra. Trương Dương nói, các anh nói ý kiến của mình đi. Vu Hải Lâm nói, chủ nhiệm Trương, tôi cảm thấy việc này không lạc quan chút nào hết, thực lực của Kinh Bắc rất lớn, giám đốc của họ Trung Tân Dân là một nhân vật lớn, chúng ta không cần phải đắc tội với họ, tôi thấy kết quả lý tưởng nhất là có thể để họ cho chúng ta thêm chút thời gian, chúng ta cầm tiền bồi thường rồi tìm một chỗ khác. Phương Nghị Thầm nói rằng, nếu như đó là trước khi Trương Dương ra tay đánh nghiêm khai kim, ý kiến này của Vu Hải Lâm còn có khả năng thực hiện, nhưng giờ đây Trương Dương đã đánh nghiêm khai kim rồi, điều càng phiền phức hơn nữa là vẫn chưa đợi lấy được tiền bồi thường. Phương Nghị không dám nói rõ ra, chỉ là nói một câu đường vòng, nếu sớm biết thế này, thì hôm nay đã lấy tiền bồi thường rồi. Trương Dương nói, anh lấy số tiền đó làm gì? Lấy số tiền đó có nghĩa là chứng minh anh đã đồng ý yêu cầu của người ta. Lấy tiền của người ta là chúng ta không còn lý gì để nói nữa, người ta đã bồi thường chúng ta rồi, chúng ta không có lý gì không rời đi. Vương Nghị không nói gì nữa, trong lòng thầm nói, Trương Dương nghĩ vấn đề cũng thật là chu đáo, đã suy nghĩ chu đáo vậy thì tại sao lại còn đánh người trong công ty? Trương Dương nói, có phải là anh không hiểu tại sao tôi lại đánh người trong công ty không? vương nghị xấu hổ cười trương dương nói tôi vốn không định đánh anh ta nhưng cái tên họ nghiêm đó quả thật quá hống hách hơn nữa là anh ta đánh tôi trước tôi đánh anh ta là để tự vệ thôi hơn nữa tôi không sợ việc này làm ẩm lên cùng lắm thì lên đến tòa án ai thắng ai thua còn chưa biết kia vương nghị nói nhưng làm như vậy thì ban chú kinh chúng ta chẳng còn lý lẽ gì nữa rồi trương dương cười nói người là do tôi đánh có liên quan gì đến ban chú kinh chứ tôi là chủ nhiệm thể ủy, đâu có phải là chủ nhiệm ban chú kinh, tôi đánh anh ta là hành vi cá nhân, điểm này tôi đã nghĩ từ lâu rồi. Hai mắt Phương Nghị sáng lên, vốn dĩ gã nghĩ Trương Dương quá kích động, không ngờ hắn đã suy nghĩ tất cả nhân tố vào trong đó rồi, thế này thì, hôm nay Trương Dương đánh người được coi là hành vi cá nhân, không liên quan gì đến ban chú kinh của họ nữa, bên công ty Kinh Bắc cũng không thể lấy chuyện này để làm lý được. Phương Nghị nói, chủ nhiệm Trương, người ta có thể kinh doanh lớn như vậy, đằng sau nhất định phải có bối cảnh, anh đã đánh nghiêm khai kim, họ sẽ không chịu vậy đâu. Trương Dương nói thì sao, đánh thì cũng đánh rồi, họ không phục thì họ đến tìm tôi. Vu Hải Lâm và Vương Nghị đều quay sang nhìn nhau, mặt xuất hiện nụ cười gượng gạo. Trương Dương nói, làm cho tôi thủ tục nhà ở, từ đầu tháng đến cuối năm sau đó nói rõ số tiền bồi thường. Vu Hải Lâm và Vương Nghị đều ngạc nhiên, để làm gì? Trương Đại Quan cười hì hì nói: Tôi muốn làm một cái đinh. Tôi muốn xem xem, có tôi ở đây, ai dám đuổi tôi đi? A còng a còng a còng a còng a còng. Buổi trưa, cục trưởng phân cục trực thuộc Lương Liên Hợp đến. Gã lần này đến Khôn Zifari để tìm bạn, mà là để điều tra vụ Trương Dương đánh nghiêm Khai Kim. Trương Dương cười hà hà mời Lương Liên Hợp vào trong phòng làm việc. Lương Liên Hợp thấy tên này chẳng có vẻ gì đã gây chuyện, ngầm thở dài một hơi nói: này Trương lão đệ sao cậu toàn gây chuyện phiền phức vậy trương dương nói câu này của lương cục có ý gì vậy tôi đã gây sự với ai chứ lương liên hợp nói sáng này có phải cậu đã đến công ty kinh bắc không trương dương gật đầu nói tôi đi rồi tôi đi cùng với vương nghị lương liên hợp nói có phải cậu đánh người rồi không trương đại quan mặt rất tội nghiệp đâu có anh có phải không biết gì về tôi đâu tôi là một đảng viên là một cán bộ quốc gia cấp chính sợ làm sao tôi có thể đánh người được chứ lương liên hợp bị câu nói của tên này làm cho á khẩu gã không ngờ trương dương lại không nhận trưởng phòng hành chính của công ty kinh bắc nghiêm khai kim đã đến phân cục báo ản nói rằng cậu đánh anh ta ở phòng làm việc trương dương nói có nhân chứng không có vật chứng không anh ta bị thương anh ta bị thương cũng không thể nào chứng minh là do tôi đánh chứ trương dương cầm điện thoại lên rồi gọi vương nghị vào vương nghị thấy cảnh sát đến ngay lập tức ý thức được sự việc đã trở nên nghiêm trọng, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Trương Dương nói, Lương Cục, anh quen người này chứ, Vương Nghị, Lương Cục nói rằng trưởng ban hành chính công ty Kinh Bắc Nghiêm Khai Kim đến báo án, nói rằng tôi đánh anh ta ở công ty, lúc đó anh có ở đó không? Vương Nghị gật đầu nói, tôi ở đó, từ đầu đến cuối. Lương Liên Hợp còn chưa kịp hỏi, Trương Dương đấp hỏi hộ gã, phó chủ nhiệm Vương, anh nhìn thấy tôi đánh Nghiêm Khai Kim không? trước mặt trương dương vương nghị đương nhiên không thể bán đứng hắn gã chẳng thèm nghĩ đã lắc đầu tôi không nhìn thấy tôi không nhìn thấy lương liên hợp thầm nói có kiểu hỏi như cậu vậy sao gã ho một tiếng rồi nói phó chủ nhiệm vương ý anh là anh không nhìn thấy chủ nhiệm trương đánh nghiêm khai kim hay là đã nhìn thấy chủ nhiệm trương đánh nghiêm khai kim một câu hỏi hơi dài dòng nhưng nghĩ kỹ một chút thì không phải vậy lương liên hợp hỏi rất xác đáng vương nghị cũng là một tên rất xảo quyệt Vốn dĩ gã vừa không muốn đắc tội Trương Dương, vừa không muốn đứng ra làm chứng, nên muốn dùng ba chữ không nhìn thấy để ậm ở ờ cho quá, nhưng Lương Liên Hợp cũng không phải hạng vừa, theo rất sát, bắt gã phải nói ra sự thật. Vương Nghị nói, tôi đã nói rồi, tôi ở đó trong suốt quá trình, nhưng tôi không hề nhìn thấy chủ nhiệm Trương đánh anh ta, chủ nhiệm Trương không đánh anh ta. Lần này nói rất rõ ràng. Trương Dương hài lòng gật đầu, cười nói, hai câu, anh hiểu rồi chứ, lúc đó trong phòng làm việc chỉ có tôi. Vương Nghị và Nghiêm Khai Kim, Vương Nghị có thể làm chứng cho tôi, tôi còn chẳng động vào anh ta, mà anh ta lại dám báo án rằng tôi đánh anh ta, người này sao lại vô liêm sỉ vậy chứ? Chẳng có chứng cứ gì cũng có thể ăn nói hàm hồ. Đừng để tôi gặp được anh ta, chỉ cần để tôi chạm mặt, tôi sẽ đánh anh ta thật đấy. Lương Liên Hợp đâu phải là tên ngốc, nhìn rất rõ sự việc này, nhưng biết rõ Vương Nghị làm bằng chứng giả cũng không làm được gì. Lúc đó trong phòng làm việc chỉ có ba người, Trương Dương có nhân chứng Nghiêm Khai Kim thì không có, thật ra dù là có chứng minh được Trương Dương đánh anh ta thì cũng chỉ là một vấn đề dân sự, có điều quan hệ của Lương Liên Hợp và tổng giám đốc Kinh Bắc Trung Tân dân khá tốt, Trung Tân dân đã đến tìm gã thì dù gì gã cũng phải đến điều tra, dù chỉ là giả đò. Lương Liên Hợp cười nói, nói rõ ràng là được rồi, có lẽ là hiểu nhầm. Trương Dương quay sang nhìn Vương Nghị, phó chủ nhiệm Vương, bảo nhà ăn chuẩn bị một bàn cơm, buổi trưa tôi uống mấy chén với Lương cục. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 685.